Hôm nay chắc là sẽ tâm sự với người mới trước nhỉ? Tâm sự với người mới một ít, xong rồi là đáng lẽ hôm nay thường thường hôm nay mình sẽ thông báo cái lịch học nhé, là từ thứ hai đến thứ sáu những cái buổi mà là ngoại khóa như là thứ bảy và chủ nhật ấy, là những kèo nào mà thực chiến ấy thì mình sẽ thông báo cho mọi người trước, thì mọi người rơi ở trong cái Zalo nhé để mình tiện thông báo. Alo thằng Và ơi, thằng cho anh hỏi chút được anh hỏi đi. không? Tại vì hôm nay anh có hỏi em là về cái vấn đề mà hôm nay anh SWAT rồi mày nó bị quay mạng mà em bảo chỉnh phía ga và các thứ đấy. Ok anh, đúng rồi. Đấy thì anh chia sẻ màn hình để em vào giúp anh, tại vì hôm nay anh tìm anh Không, cũng bây giờ tại mấy em cái nhưng bảo mà anh chưa này tìm nhá, được. đây này. Anh muốn biết là nó có trang mạng hay không ấy, thì bây giờ anh xem ở trong cái trang này nhá. Lưu lại cho em cái trang này, nó là cái hệ này. Em sẽ nói cho lý do tại sao bị trang mạng hay nào đó. Mấy cái hôm thứ bảy là mọi người có thể hỏi freestyle mà, tự hỏi, tự biết, hỏi bất cứ điều gì. Hoàng Anh ơi, hôm nay mạnh 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 nó lên đấy. Anh thấy cái link này chưa? Em giải thích Thấy nhá. link rồi. Anh thấy cái pending transaction không? Nó là có 14.000 cái lượt giao dịch, thì bây giờ anh giao dịch anh mà để phí gas một thấp thì sẽ bị treo. Hết cái lượt Bên này thì anh mình mới được thoát. Ok chưa? chỗ này mình Tức là cái lượt giao dịch nó đang bị chờ ấy, pending mà, đúng không? ok. Bây giờ anh muốn hết treo lệnh thì anh phải chờ nó chạy hết cái lống lệnh này. Ok chưa? Bây Ok. giờ anh chia sẻ màn hình đi, em sẽ hướng dẫn cho anh là với cách thoát lệnh nhỉ. Ok, anh chia sẻ đi. Anh chưa xem màn hình rồi đó. Em Ok thấy màn hình của anh chưa? rồi, anh bấm vào cái phần giao dịch đi. Anh hủy cái giao dịch này nhé. Anh hủy chưa? Đây anh hủy à? Đâu rồi? Hủy xong rồi cái gì? Nó còn lệnh nhà treo Anh không? hết 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 lệnh treo rồi. Bây giờ anh vào cho em cái LFG swap. Đây anh vào rồi. Anh thử squat 10 đô sang người em gửi nhé. Chưa thấy Được. hủy của anh. Em có thấy màn hình không? Chưa thấy. Chưa thấy sao anh ạ? Chưa thấy ạ. Thôi chứ lại để em hướng 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 dẫn nhá. Anh hết treo lệnh rồi đúng không? Bây giờ anh vào cho em LFG swap này. Em chỉ cho anh chỉ cho mọi người luôn này. Thì anh swap này đúng không? Alo. Anh ơi, xem phần của Nghe em gì đi. rồi? Anh xem màn hình của em đi. Anh thấy chưa? Anh yêu mãi ơi, anh xem màn hình của em chưa? Alo. Alo. Anh xem màn hình của em chưa? Anh Bây thấy rồi. giờ nhá, bấm swap này. Không phải từ bấm vào cho em cái bánh răng, nhìn nhá. Ok chưa? Anh ấn vào cho Ok. em cái install nhá. Instant 100 này, nó gấp 100 lần. Bật cho Anh em biết rồi. cái expert mode lên, bấm confirm. Đây là mode cho chuyên gia. Em ở lại để cho anh này. Anh Bấm vào cái expert mode đi. Ok. Ok chưa? Turn on bật 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 lên cho em. Ok. Xong. Đấy bây giờ anh swap đi thoải mái, không bị yếu gì đâu. Nhưng mà ở riêng cái sàn này thôi nhá. Nếu mà anh bất Rồi. kỳ có một giao dịch nào nhá. Bây giờ anh nhìn em này, bây giờ anh bất cứ một giao dịch nào nhá. Bấm swap này. Thì anh phải chỉnh cho em cái phí, đây này, chỉnh sửa phí này. Ok. Chỉnh sửa nhá. Chỉnh sửa phí gas gợi ý này, bật cao nhất này. Bật cho em cao nhất. Tăng gấp 10 lần lên, 20.
150. Lưu và chạy, ok chưa? Ok. Thế nhá, đừng đừng để bị lần sau bị treo lệnh ấy nhá. Xong. Ok. Ok, ai có ai hỏi gì nữa không? Tí nữa là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là chơi cái mạng Heco từ đầu nhá, từ tạo ví đến đến chuyển tiền đến này hết nhá. Thế nào? Đầu tiên là xem nào. Mình nói qua cho mọi người là về 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 cái buổi ngày hôm nay. À, về về cái quyết định của mình là hơn ngày hôm nay. Là những anh em học học với mình mà là được tầm khoảng 1/3, 1/3 cái 3 tháng đó, tức là 1 tháng rồi. Thì nhiều người sự là phần nhiều mình thấy là đều là cáo cả rồi. Tức là những người nhiều người người ta biết biết mình từ ngày xưa và họ vào chỉ để hóng kèo thôi, hoặc là học 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 những cái mà họ cần cần biết thôi, chứ thực sự là nhiều người cũng có kinh nghiệm rồi, nên là nên là nhiều người họ 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 sẽ ít on hơn. Và một phần là vì một số người là vì không không bỏ không có bỏ tâm vào học ấy. Đấy là một trong những lý do mà là mình với cả Hưng phải quyết định là thôi chốt. Ngay ban đầu là mình cũng bảo là chỉ nhận vào khóa một này là chỉ 100 người thôi, không nhận nhiều hơn, mà lúc đầu dự định là chỉ có tầm 10 người, mà về sau nhiều người học, nhiều người khi mà học quá cũng chưa định cũng không định tăng lên đâu, nhưng mà là nhiều người học quá thì mình và là mình đã bảo Hưng rồi là đã nói cái gì thì phải làm cái đấy. Từ ngay từ đầu mình đã bảo là sẽ trọng tâm đối xử với cả 100 người đầu tiên học mình đầu tiên là sẽ được rất nhiều ưu đãi, và là sẽ được bọn mình hỗ trợ chăm sóc bằng cách tốt nhất nhá, chỉ 100 người đầu tiên thôi, và hiện tại chắc chỉ còn tầm khoảng hơn 20 người nữa. Và mình nói qua là cái phí là mình vẫn chỉ thu là 100 đô trong vòng 3 tháng, kể cả sau này có hết cái khóa đầu, tức là có hết 3 tháng đầu tiên thì khóa thứ hai mình vẫn thu 100 đô 3 tháng, mình không thu nhiều hơn. Đấy là sự ưu đãi của mình dành cho cái khóa 1 nhá. Và mình vẫn sẽ phải lọc nhóm nhá. Tức là những ai bận quá ít online, hoặc là những ai mà vào chỉ để hóng kèo, hoặc là những ai mà là vào mà là xong vòng 1 2 tháng mà là gọi là không có vào mà là không vào kèo, không có lời hay không gì đó, là mình cũng sẽ phải trong vòng 3 tháng là mình sẽ phải lọc dần, chứ không phải là mình nhận bừa đâu. Đấy, và cái thứ hai là sau này thì càng lúc nó sẽ càng phải, tức là những cái mà làm về group và về cái dạy thì sẽ phải chất lượng phải tăng lên nhiều hơn. Thì mình với cả Hưng là khóa 2 chắc là cũng sẽ sớm bắt đầu thôi, nhưng mà là sẽ lại từ đầu luôn, nhưng mà là học phí nó sẽ cao hơn đấy. Nên là nếu mà mọi người có ai mà muốn học, hay là người quen muốn học hay nhờ đó, thì nên bảo đăng ký sớm, chứ để vào khóa 2 thì tại vì là khóa 2 là mình với cả Hưng là bắt đầu làm về công ty thuê nhân viên nữa, nên là học phí nó sẽ cao hơn nhiều nhá. Đấy là mình nói qua về vấn đề như thế. 500 đô 3 tháng cơ, không phải là 100 đô như là bây giờ đâu. Đấy là mình nói qua thế nhá, và mình cũng up lên Facebook hết hết rồi đấy. Và mọi người cũng nên chú tâm học. Tại vì là những cái buổi nào mình sẽ lần sau là những cái buổi nào mà là buổi quan trọng thì mình sẽ nốt lại là buổi quan trọng. Và những cái buổi nào mà là nó quan trọng ấy thì thực sự là mình sẽ không quay lại và mình sẽ không up lên Facebook, không up lên YouTube. Nên là cố gắng buổi nào mình bảo quan trọng thì tốt nhất là mọi người nên bỏ thời gian ra để học. Tại vì những buổi đấy là sẽ không được public. Tại vì đấy là những cái bí quyết
và những cái không thể truyền ra ngoài. Đấy là mình nói thật và sẽ không có buổi nào quay quay hôm hôm đấy đâu nhá. Về vấn đề kèo cọt, đúng rồi, tức là đấy là những cái ưu tiên của mình dành cho các học viên đã theo mình khóa 1, khóa 2, và là nó sẽ không được public ra ngoài và cũng sẽ không được up ra cái nhóm chat cộng đồng. Và mọi người phải nhớ nhé, thôi buổi ngày hôm nay mình đã quay rồi nên là mình sẽ không không có thêm, hôm là buổi mình sẽ đuổi, mình sẽ để một buổi mà là nói riêng và không không lưu lại, không lưu lại để mình sẽ nói riêng những cái đấy là mình nên nói riêng. Và những học viên mới nhá, hãy cố gắng dùng mình xem lại từ đầu YouTube và xem lại tài liệu đấy, và nếu mà không không biết gì thì có thể là hỏi trong nhóm, inbox hỏi mình hay là hỏi Hưng thì mình sẽ hỗ trợ hết sức nhá. Tại vì sắp tới mình cũng khá là bận đấy, không phải là không bận đâu, mình nói thật. Nhưng mà mình vẫn sẽ dành thời gian cho mọi người, hỗ trợ mọi người hết sức mình. Kèo nào ra, lúc nào mà là đến lúc thực chiến thì mình sẽ online zoom trực tiếp chỉ cầm tay chỉ việc mọi người. Hướng dẫn mọi người chuẩn bị từ A đến Z, từ tài nguyên nguyên liệu. Mọi người có làm được hay không? Đấy là tức là mình chỉ dẫn từ A đến X thôi. A đến Z thôi, còn đến Y thì mọi người phải bước thêm một bước nữa nhé. Tại vì là kiếm tiền thì không ai giúp mình kiếm tiền cả. Mọi người hãy phải bỏ bỏ đi cái tư tưởng là thứ nhất mình nói hơi khó nghe một tí nhé, ăn sẵn nằm ngửa. Thứ hai đưa mỡ dâng lên miệng mèo, không ai giúp bọn các bạn như thế đâu, nói thật. Còn đâu vào nhóm này mình nói, mình xin phép là mình nói không với cả Futu, mình chỉ chơi support. Cái nào mà là an toàn, cái nào mà là dùng ít tiền kiếm được nhiều tiền, và cái nào mà là chơi theo trend chuyện dễ kiếm tiền ít nguy hiểm thì mình sẽ chia sẻ. Và là mọi người nên tập trung là để ý những cái pin mình, cái nào quan trọng mình sẽ pin lên, và là chỉ được tin tưởng những cái kèo mà admin ra thôi, tức là mình và Hưng ra thôi nhá. Kèo khác mà người khác cho trong nhóm cho thì mọi người nên xem xét, tại vì là anh em, nhiều anh em chắc cũng thử nghiệm rồi đúng không, đứt nhiều rồi đúng không, không phải là không đứt đúng không. Đấy, kèo mình ra còn đứt nữa là cái này em chia hết rồi anh ạ, em chia hết rồi, tại vì con hổ này là quá ngon anh, em đã dự với anh nhé. Ăn ăn được một con NFT là bỏ ra tầm khoảng 8 đô, không à, 0,08 đô, ăn được 140 đô thì anh phải biết là nó ngon thế nào, chắc chắn luôn. Đấy, đấy là kèo con hổ nhá, rất ngon. Và đây là cái web của con hổ, mà cái web này nó còn chưa public mà em mò ra được rồi nhá. Đấy, trình độ hóng kèo là hơi bị kinh ấy. Đấy, gửi này, gửi cho mọi người này, web con hổ này, lưu vào nhá, web của con hổ, sàn hổ đấy. Nhưng mà đây không phải là cái link mai, đây là cái link mà nó bán thôi nhá. Cái link mai thì mình vẫn đang 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 tìm ở nó. Hôm nay nhân tiện cho người mới thì mình cũng sẽ xin nhắc lại một số cái mà là để cho mọi người lưu ý và nhớ thật kỹ nhá. Thứ nhất, đầu tư vào crypto, mọi người vui lòng hãy nghĩ đến người thân và gia đình. Vui lòng nghĩ đến người thân và gia đình. Tiền đầu tư hãy biết phân bổ vốn hợp lý. Tiền đầu tư nó là tiền mạo hiểm, chấp nhận mất được thì hãy đầu tư. Đừng có dùng tiền vay mượn, nhất là vay xã hội, nhất là vay tín dụng đen, đừng có vay. Vay mượn không nên. Tại vì này, dễ ăn là dễ mất, mà dễ mất thì dễ mang nợ, mà dễ mang nợ thì dễ bán nhà đi lắm, mình nói thật. Đấy là cái đầu tiên mình nói. Mỗi khi vào kèo phải biết cân nhắc, cân đo đong đếm vào bao nhiêu, vào như thế nào, vào có chấp nhận được rủi ro hay không, vào tiền xuống tiền mà bạn có nghĩ đến con cái, người thân, gia đình hay không nhá.
vào tiền xong mà thua thì bạn có chấp nhận được hay không? Thua thì con mình đói, thế thôi. Bạn muốn cho con mình đi học nhưng mà thua phát là thôi không có tiền đi học, hãy nghĩ đến như thế nhá. Không đùa đâu, đã xuống tiền vào, đã xuống tiền ấy thì nó là xương là máu đấy mọi người ạ, mình không nói đùa. Đừng nghe bất cứ thằng nào nó siêu, hãy mục đích khi học khóa của mình ấy là mình dạy mọi người nhá, tự đầu tư, tự tìm hiểu, không nghe ai cả, tự kiếm tiền, ok chưa? Tự làm hết, từ A đến Z là tự động tự làm hết. Tham khảo thì tham khảo nhưng mà đừng có mà là đầu tư dồn hết tiền như năm ngoái. Mọi người ok chưa? Nhá. Vào tiền là phải biết quản lý vốn. Những ai mà làm, những ai mà là xem nào, những ai mà làm mới ấy, thì lên YouTube bi của mình xem lại những cái phần mà làm về định hướng cho người mới ấy. Xem xong mọi người vẫn chưa biết định hướng thì vui lòng vào 2 ngày thứ ba và thứ năm thì hãy lên nói chuyện với mình sẽ chia sẻ cho mọi người cần định hướng. Và hôm nay những ai cần định hướng không nói luôn, định mình sẽ định hướng cách chiến lược đầu tư cho dựa vào hoàn cảnh của mỗi người, mình định hướng luôn. Ok, chị nói cho em. Bây giờ em thời gian chị có thể học được là tầm từ bao giờ đến bao giờ? Chị ơi, nói đi. Chị thì học được tầm khoảng từ 8 đến 10 giờ. Ok, 8 Vì đến 10 giờ, là ok. xong 10 giờ là chị phải cho bé đi ngủ á. Bé nhà Ok. chị còn hơi bé một chút. Ok. Em cũng hai đứa nó hơi bé đấy. Nhưng mà chú không phải cho đi ngủ. Không, em có cho mà con lớn của em là nó bám em lắm. À lớn thì thôi bố vừa dạy vừa cho ngủ được. Và tiếp theo là chị có thể bỏ ra được bao nhiêu thời gian, là sau khi mà là chị học ở trên lớp rồi thì chị có thể bỏ được bao nhiêu thời gian để chị có thể đọc và tìm hiểu ở ngoài? Một ngày chị có thể bỏ ra tầm khoảng từ 5 đến 6 Ok, thì chị có thể cày được YouTube và xem được tài liệu nhá. Ờ, ok. chị có thành thạo với cả những cái thao tác của ở trên điện thoại và ở trên máy tính không? Nói chung là về công nghệ thì cũng tương đối, Nếu mà không phải là hướng dốt dẫn là lắm. làm được đúng không? Học cũng nhanh, học cũng Ok. nhanh thôi. Chị có thích những cái kèo mà là bỏ công sức ra mà làm và là kiếm được nhiều tiền không? Chỉ cần bỏ công sức vào một ít vốn thôi. Vốn ít một ít vốn là dưới 50 đô. Có chứ, Có đúng chị không? cũng ham những kèo như thế. Ok, sẽ có những kèo như thế tại vì em tập trung vào chơi những kèo như thế. Nhưng mà chị tham gia những kèo như thế là chị thật sự là bỏ tham gia khá là nhiều đấy. Chuẩn bị. Và chị học cũng phải khá là nhiều đấy. Tức là chị để theo cái học những cái về phần mà là kiếm làm whitelist và những cái airdrop. Làm những cái đấy thì nói chung là lợi ích thì nó sẽ nó làm whitelist thì lợi ích nó sẽ có nhanh thôi, nhưng mà làm cái airdrop nó sẽ về về, về sau. Có những người người ta làm về những cái phần mà là phần thưởng airdrop ấy thì họ ăn được khá là nhiều tiền. Và cái đấy thì em đã có một bài ở trên YouTube rồi, chị có thể xem qua. Còn về cho em Ok. hỏi là chị 1 tháng tức là tổng thu nhập và tổng chi của chị của gia đình chị là có dương hay không? Có dương đúng không? Và để ra được để đầu tư được bao nhiêu, tiết kiệm chỉ cần đầu tư thôi, tiết kiệm với kiếp là chị phải tự tự tính, tức là cái khoản mà là 1 tháng chị bỏ ra được đầu tư là chị để ra được khoảng bao tiền? Thực ra là mỗi tháng thì chị sẽ để ra được tầm khoảng 200 đô để có thể đầu tư Ok. sau khi mà đã trang trải chi phí rồi các khoản khác, bởi vì chị bây giờ là chị thất nghiệp, chị chưa có đi làm ở đâu, chị mới nghỉ việc mà. Vâng. Vẫn phải ta chỉ nhất là chị mới mới sinh xong thì là chị nghỉ này thì ok thì em biết rồi. Bây Thực ra giờ. là chị cũng nghỉ việc lâu rồi. Vâng. Nghỉ việc từ hồi chị sinh bé à, chị nghỉ luôn rồi. Ok. Nếu mà như thế thì tức là 1 tháng bây giờ để được 200 đô. Ừ.
Thực ra là chị vẫn có một khoản tiền nhàn rỗi nữa. Không, nhưng nhưng mà mà em chỉ bảo là đây là một cái khoản tiền mà là chị đầu tư, mà chị phát định là khoản đấy là chị có thể đầu tư rủi ro mất được thì hãy đầu tư, chứ nhàn rỗi thì nó không phải là khoản tiền đầu tư rủi ro. thực ra Ok là không phải là khoản tiền nhàn rỗi, thực ra là đấy chị đầu tư trong chứng khoán. không? Chứng khoán thì À, rất rất nhiều rồi. thắng ơi, Sao Hương? có cái kèo làm an toàn mà rủi ro thấp hơn gì đấy, để cái kèo đô ấy. À, làm OTC á? Không, tức là như này nhá, chờ một đợt phục hồi tới thì đô nó sẽ tụt đúng không? Đúng chưa? Bây Nhưng giờ đô nên mà bởi vốn vì nó là phải cố lớn gắng cầm cơ. đô ở bắt đáy. Cái đấy vốn nó phải lớn. Thì chờ đô nó chờ chờ đô tụt giá, lúc ấy là Bitcoin nó sẽ băm. Lúc nào mà đi mà đến tầm lại vùng giá mà anh em thao là nguy hiểm đấy, à, thì lúc ấy là Bitcoin sập. Còn Đúng Bitcoin rồi. sập thì lúc ấy giá đô nó sẽ tăng lên, đúng Nhưng không? Tức là cái mà thời điểm Bitcoin nó đạt đỉnh phục hồi thì lúc ấy là đô rất là rẻ, Đúng thì rồi. chị có thể mua đô. Dưới 23 Nhưng nghìn. lúc ấy là 23 nghìn À, đấy, dưới 24 nghìn chứ, dưới 24 nghìn nó phải rơi vào tầm khoảng dưới 23 nghìn 24 nghìn tám đấy là lúc ấy chị mua đô vào cho em. Sau đó chị chỉ việc chờ khi mà Bitcoin nó sập mạnh luôn, nó sập gọi là sập nát người luôn, thì lúc ấy giá đô nó sẽ lên khoảng 24 nghìn, 25 nghìn, 26 nghìn, Nhưng thậm mà chí cái là đấy mình thì mua. vốn nó phải cực lớn cơ Hưng ạ. Chị chơi vốn lớn rồi đấy thì không ổn đâu. À biết rồi, thì tức là cái trước mắt là cái nắm bắt cái cơ hội để kiếm tiền là cả về cái đô đấy, sau đó là chị sẽ dần dần có cái đầu tư hết đấy. Cũng được. Đấy thì bạn lên cái chiến lược có chị ý, sau hướng dẫn chị ý dùng cái auto invest mỗi một tháng đầu tư bao nhiêu tiền, nó có cái tự động đầu tư mỗi một tháng mua 10 đô cũng được Do cái đấy là sẽ mà. chỉ sẽ 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 chỉ riêng sau, tại vì đấy 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 là cái những cái là của bên Binance thì là nói hơn. Được rồi. Thực Đấy. ra ta đã bảo Còn như là tức là ta trước bảo mắt chị có tiền dư thì cứ cất đi, chờ Bitcoin nó đạt đỉnh thì lúc ấy nạp vào mua đô, mua được giá 23.800 thì chờ lên 24.500 thì bán cho cát hết nó ra. được rồi, bây giờ đang bảo chị là đầu tư dài hạn theo chiến lược dài hạn như là cái hôm trước định hướng ấy. Nhưng mà chưa đã đến lúc đầu tư dài hạn đâu chị, phải năm sau chứng khoán bây Nhưng giờ còn mà đang dò đáy mà. mày biết đâu đáy biết đâu đỉnh không, bao bơm phát căng thì làm sao. Bây giờ bơm thì là kèo phục hồi thôi, đầu tháng 1 năm sau tháng 11 này tăng 0,75% là cũng phải giật kinh phết đấy. Được rồi, biết rồi. Nói chung là bây giờ là chưa phải lúc để chị đầu tư, thì bây giờ biết rồi, đang đang bảo chị là cách thức mà chị đầu tư cho tương lai thế nào nhé. Bây giờ chị ạ, một tháng chị bỏ ra được 200 đô đúng không, thì chị để một nửa cho em là chơi theo kèo của Hưng, theo tín hiệu của Hưng nhé. Hưng bạn Hưng này bạn ấy là dạy về làm trader, còn 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 đâu là em thì thuộc về là cái bên là đầu tư theo phân tích kỹ thuật, à, rất là đầu đầu tư là theo phân tích theo kiểu dự án. Thì em ở trên kia là em có là hai hai cái kèo đầu tư ở trên YouTube ấy, chị có thể xem qua được, là CTK với con CFX. Thì bên em chỉ ví dụ thôi nhá, khi nào mà nó có đáy bắt đầu chị đầu tư cũng được, bây giờ chưa phải đầu tư, em chỉ nói ví dụ thôi. Tức là bây giờ chị tích tiền cho em đến mà là đến 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 cái vùng mà là ví dụ năm sau chẳng hạn, thì nó mà sập ấy, nó sập mạnh ấy, thì chị bắt đầu là vào tiền dần cho em, tức là mua trung bình giá, chị biết trung bình giá đúng không? Có. Thì ví dụ là chị có thể mua cho em theo từng ngày hoặc là từng tuần hay là từng tháng được, tùy đấy. Ý là bây giờ mình sẽ mua đồ từ giờ á. À không không thì không 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 chưa tức chưa là chị bỏ một tháng cho em, ví dụ tầm khoảng tháng tháng 5 năm sau nhá, thì bắt đầu là chị đầu tư nhá. Thì bây giờ chị bỏ cho em là cái tuần đầu tiên chị bỏ ra cho em là 25 đô chị mua, tuần thứ hai 25 đô, tuần thứ ba 25 đô và tuần thứ tư 25 đô chẳng hạn thế chị nhá. Thì bây giờ là chị đầu tư trong vòng liên tục như thế cho em trong vòng là 20 tháng, hoặc là cho vào trong vòng 2 năm đi, 2 năm thì là 24 tháng đúng không, thì trung bình là chị bỏ ra là tầm khoảng 2.400 đô đúng không. Thì bây giờ là về cái mùa uptrend ấy, thì ít nhất là những cái con mà coi mà là nó vẫn làm mà là vẫn ngon ấy, thì nó sẽ chạy được đấm trong khoảng đỉnh, tức là nó sẽ đỉnh lên lên về đỉnh hoặc là nó sẽ phá cả đỉnh của nó. Thì bây giờ em tính cua trong lỗ cho chị một tí thôi, đây là giả dụ nó sẽ có nhiều con, đây là tính cua trong lỗ thôi nhá.
Tại vì là em đầu tư như thế là vài vòng rồi chị ạ. Đều là nó đều bay hơn đỉnh cả. Thì bây giờ là không phẩy 003 này, 0,035, 0,03 lên với cả 6 là 60 lần. Thì bây giờ chị nghĩ là 2.400 đô chị nhân 60 lần ở trong kỳ uptrend tới là chị sẽ có là 140.000 đô. Đấy là em tính cua trong lỗ thôi. Nếu mà chị trong vòng đầu tư trong vòng 2 năm với cả một khoản lỗ vốn bé thì tức là 2 năm để trung bình giá nhá. Thì đến năm thứ 3, thứ 4, thứ 5 tức là nó sẽ chạy trong vòng 3 năm, tức là trong vòng 5 năm để lên được đỉnh. Nó sẽ không chạy, nó sẽ không bơm một phát cho chị lên đỉnh luôn đâu. Nó sẽ bơm ví dụ năm đầu tiên nó sẽ x10, xong rồi nó lại tụt. Năm thứ hai nó sẽ từ x5 nó lại lên tầm khoảng x20 chẳng hạn. Tức là nó sẽ lên dần dần như thế, nó lên đến đỉnh núi và lại xuống ấy. Thì trong vòng 1, trong vòng 2 đến 3 năm sau khi chị trung bình giá thì nó mới được đạt đỉnh cơ. Thì là chị khả năng là nếu mà về lại đỉnh này chị sẽ có một khoản tiền như thế. Và đầu tư như thế là sẽ đầu tư là chu kỳ dài hạn nhưng mà rất là an toàn và khoản một khoản lớn rất là lớn. Đấy là cái phương án mà là đầu tư theo lâu dài. Chị ạ. Chị hiểu. Và đâu là chị nghĩ, chị có thể nghĩ là chị không lên được từng đấy đúng không? Em chắc chắn là nhiều người đang nghĩ là không lên được từng đấy đâu, nhưng mà em làm sự với chị. Em bắt đầu vốn của em có 10 triệu. Chị ạ. 2019, cuối năm 2019 đến đầu năm 2020. Sau 6 tháng 10 triệu đấy của em nó lên thành tầm khoảng 300 triệu. Một con thôi. Lịch sử của em trên Facebook của em ghi lại hết. Xong rồi là 300 triệu đấy. Đến cuối năm nó thành 5 tỏi. Tức là trong vòng 7 ngày thôi là từ 28 tháng 8 cộng thêm 7 ngày là trong vòng khoảng đầu tháng 9 ấy. Thì nó lên được tầm 5 tỷ. Ok Hiền Vũ nha. Nói chung là cũng có thể là gọi là ăn may đi. Và là sự là rất ít người làm được như thế. Nhưng mà cái đợt đấy thì em là em chơi cùng với cả một số ông nổi tiếng của bên chơi coi VN, bên Leader. Chơi cùng với kèo chôn phi, cái đấy là sau này mà là chị tìm hiểu thì chị sẽ biết thôi. Thì ăn được 7 ngày thôi, gỡ lại hết tất cả. Cái kèo, có những cái kèo em là sự với chị nhá. Chị vào tầm khoảng 10 đô đến 20 đô, chị có thể kiếm được cả triệu đô. Rất nhiều kèo như thế luôn. Tháng 5 vừa rồi có hai kèo như thế. Thứ nhất là cái kèo Blocktopia, thứ hai là cái kèo C3. Hoặc cái thể kèo thứ ba là cái kèo SafeMoon, SafeMark, nhiều kèo lắm chị ạ. Mà là có thể chúng ta biết nhau hơi muộn nhỉ? Vâng ạ, đúng là biết nhau hơi muộn thật. Mà là chắc là chị có Facebook của em lâu rồi. Chị cũng theo dõi Facebook của em cũng một thời gian, cũng không lâu lắm đâu. Mới được một thời gian thôi. Cũng được bạn chị giới thiệu. Vâng. Thì nói chung là em là hay chơi những cái kèo mà là bỏ vốn mà em x to, nó gọi là xổ số đi. Xổ số ở trong cái này thì nó còn tỷ lệ ăn còn cao hơn cả đánh đề, còn cao hơn cả chơi Vietlott. Thế là em nói thật. Nhưng mà mọi người là thật sự là Việt Nam mình còn thích xổ số, thích đen đỏ lắm. Còn đâu sắp tới là cũng rất là nhiều kèo như thế, em sẽ cho mọi người rất là nhiều kèo như thế. Ai nhanh tay thì người được. Sẽ có, an tâm. Còn đâu là mọi người nên bỏ một nửa vốn ra, tức là chị còn 100 đô đúng không? 100 đô là chị đầu tư những kèo dài hạn, và 100 đô còn lại chị tích lại dần cho em và chị đầu tư theo những kèo của bạn Hưng để chơi kiếm tiền hàng ngày. Chị nhá. Bạn Hưng vừa rồi vừa cho hai kèo, hai ngày vừa rồi thì bạn ấy cho hai kèo mà là ví dụ bỏ trong 100 đô có thể ăn được tầm 200 đô. Có lịch sử. Có chị có theo một kèo. Vâng. Đấy là em dự với chị là tỷ lệ thắng của bạn Hưng ấy khá là cao, rơi vào tầm khoảng 90-95%. Còn đâu là dựa vào Bitcoin thì thi thoảng bị stop loss, tức là 10-20 kèo thì dính tầm khoảng 2-3 kèo bị dính stop loss. Stop loss là phải cắt, tức là mình phải biết là trade là phải cắt lỗ, đừng có gồng nhá. Còn đâu thì chị cũng cố gắng để ra tầm khoảng 50-100 đô, là thi thoảng khi là có kèo mà là
khi nào mà có kèo mà em ra thì vào thôi. Kèo của em thì vốn bé kiếm được vốn to, rất nhanh nhưng mà rất là nguy hiểm, nói thật. Đấy, không phải mà em không phải kèo nào em cũng ăn, nhiều kèo em đứt, nhưng mà kèo nào mà rủi mà làm mà là ăn 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 được cao thì em mới cho. Sắp tới là sẽ có nhiều kèo em sẽ chia sẻ sớm nhé. Bây giờ Ok. chị đã xác định được cái chiến lược của bản thân chưa? À, tương đối rồi. Nhớ và làm theo chị nhé. Ok. Ừ, rồi chị cảm ơn, chắc là phải họ học hỏi nhiều Vâng. rồi hỏi thêm Thưa nữa. nhỉ, cái cách mà chị đang đầu tư bây giờ nó giống hệt với cá mập ấy. Đúng Cá rồi. mập có đầu tư cơ bản lắm, bài bản lắm, đúng điểm mà chốt chốt xong lại đúng cái chu kỳ là bên nào nó mong chờ nó mua lại. Ô là la Đó, Hưng ơi. đúng là rất là bài bản luôn. Hưng ơi, lên rồi. Bắp một tọc rồi bạn ơi. Ha Như ha. chị mà không có thời gian thì đấy, chị định đúng thời điểm chị mua xong rồi đúng thời điểm chị chốt xong lại chờ lại mua lại, không phải chờ mùi đốt đầu Yes, lên đi. vậy. Mà dậy ý nghĩa là dậy gì chính Tức là cái cách đầu tư mà em định hướng cho mọi người ấy, là cái cách mà là chỉ có bọn cá mập bọn nó hay làm, và là mình là thật sự với chị là mình là không thể nào mà mình ăn được bọn cá mập, mình chỉ có đi theo và là ăn được cái hương hoa của bọn nó thôi nhá. Và những cái dự án mà là bất kể ai siêu cho mọi người ấy, tốt nhất là phải tỉnh táo, ok chưa? Đừng có để bị FOMO, đừng có để mà là người ngoài này ngon lắm vào đi hay nhà đó, đừng nên thế. Nói thật, vào là phải tìm hiểu, phải phân tích. Không biết phân tích bây giờ đã có nhóm rồi thì gửi cho nhóm, ok chưa? Ok, Ok. chị hiểu rồi. Bởi vì Vâng. thua chúng nhiều rồi, thua chúng khám nhiều rồi nên cũng sáng mắt là được khá khá rồi. Chứng khoán Việt Nam thì em thật sự với chị là nó bị thao túng quá kinh khủng. Dạ. Nó không sạch như là bên nước ngoài đâu. Nếu mà chị có chơi thì chị hay chơi phái sinh, đừng chơi chứng khoán, vứt đi, Việt Nam vứt đi, em nói Ừ. thật. Chứng khoán á, chứng khoán cuối năm mày có cái sóng tiêu dùng Vỡ đen đỉnh đấy rồi, chị. vỡ đáy rồi Ừ không ạ? Vỡ đáy rồi còn gì nữa? đúng Vỡ đáy rồi, rồi không nhưng mà chị? nó có những cái cơn sóng nhỏ. Có sóng Sau hồi đấy. vừa học Vàng có sóng hồi anh được. BNB à? Em xem cái bài của anh rồi, anh thắng ạ. Có sóng hồi em biết rồi, nên chơi được, nên chơi sóng rồi, bắt được ít, bắt được rồi, bây giờ đúng không? Ăn 7% rồi, anh cho bắt ăn 7% rồi. Quá ngon. em thì Bắt em đúng em ngay em biết đợt trước là nó vừa phá đáy xong mà bắt ngay lúc đấy được đúng không? Đúng Ngon không? Tại rồi. đấy nó ăn chuẩn vào Fibo, nó lại trùng với cả trend line hỗ trợ em ạ. Nên cho bắt trong đấy là quá hợp lý, anh tính lệch 8 điểm trên 900 điểm. Thôi 8 điểm là ok rồi. Hưng ơi, anh này là anh thắng, anh nghĩ là cũng follow mình lâu rồi. Anh ấy khen bạn là phân tích sóng Elliot quá chuẩn đấy. Em cảm ơn anh nhá, em bình thường thôi anh. Hưng Kiểu không thể đánh phụ tu mấy nhỉ? bạn em bạn em là sợ phụ tu lắm, không phụ tu đâu anh, em đừng nên chơi phụ tu. Em Ôi, không phụ tu, không mắc tiền. anh thấy mấy thằng mà giàu giàu là không có thằng nào dính vào phụ tu hết. Không anh ạ, em bảo anh như này, nó có nhiều cái anh ạ. Thứ nhất, phụ tu thì nó sẽ có nhiều cái vấn đề như này. Thằng nào mà là chơi phụ tu giỏi ấy, thì nó lập nhóm, nó sẽ lập có team VIP chẳng hạn, thì nó sẽ làm với cả sàn anh ạ. Nó À. sàn nó chơi, một là nó dùng tài khoản marketing, hai là nó lùa để bọn nó chơi cái vốn lớn của nó, mà cháy càng nhiều thì được bọn sàn nó cho càng nhiều. Đấy là cái ưu riêng với sàn. Đấy là em thật sự với anh là ai làm sàn thì mới được. Em là một trong những người làm rep của Binance. Em là làm Binance Angel đấy, là cũng nó cũng cũng có rep khá khá đấy. Nên là đợt 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 2018 2019 cơ, nên là em biết cả những chính sách của bọn nó. nên là cũng phải cẩn thận. Là em đứt phụ tu thì em sợ lắm rồi, nên em bảo mọi người thôi đừng chơi phụ tu, chơi 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 support thôi, an toàn, kiếm được tiền. Tuy nó giàu chậm thôi nhưng mà nó chắc. Anh Thắng ạ, thực ra ấy, là anh phải như em ấy, không hay không, mọi người nhà anh không biết, bản thân em thì em đặt em không suy nghĩ theo cái phong cách đầu tư của châu Á ấy. Châu Á mình đầu tư với châu Âu nó khác nhau hoàn toàn luôn. Nó thực ra là châu Âu mình ấy, thầy bà ít lắm, mà muốn lên làm thầy bà là ông phải có giấy phép, có giấy chứng nhận, phải qua khảo sát thì nó mới cấp cho ông cái giấy đi làm thầy bà. Đấy, và bắt đầu là dân nó mới đổ tiền vào đấy.
nó mới thành lập đến các cái quỹ ấy. Đấy đấy đấy, mấy cái quỹ mà mọi người biết rồi đấy. Mà ở châu Âu á, nó đầu tư nó cẩn thận lắm đó. Bọn này mà nó logic lắm, nó không kiểu đánh bậy theo hương như mình đâu. Châu Âu là muốn làm kiểu chuyên gia ấy là phải có tỷ lệ thắng cao và là phải có tiền và phải thắng được tiền nhiều thì mới cho làm chuyên gia để mở lớp để mở ấy. Ví dụ như cho là tầm Tây nó giá Tây đô ấy. Đầu tư nhỏ này nó nhiều tiền hơn mình nhiều. Đúng rồi. Tiền ở châu Á mình đang chạy sang bên châu Âu là thế. Đấy, nên là bây giờ mình phải học theo đúng nó nha. Mình phải giao dịch theo cái cách mà chúng nó vẫn giao dịch. Anh ngu tiếng Anh quá, nên ra nhiều khi thắng nói mà mấy cái tiếng Anh còn phải Google dịch mấy cái rất là cơ bản. Không sao, không em sao, không có biết tiếng Anh đâu. Qua là em đổi suy nghĩ đi, em dùng cái suy nghĩ của cá mập nó vẫn để nó thịt mình. Mình phải phân tích ra làm nào để nó thịt được mình. Tức là tâm lý của mình là phải là tâm lý của cá mập, mình biết được. Ví dụ là nó muốn ăn con coi này thì nó phải dìm cho chết chứ, mọi người phải sợ thật sự chứ. Nó có thể dìm chia 10 hoặc chia 20 lần hoặc chia 30 lần để mọi người sợ hết đi, rồi nó mới gom lại. Thế cơ. Nó đơn giản như một ví dụ là một cái nhà hàng làm bán gà siêu thị gà đấy, với cả hai cái nhà hàng bán gà nhỏ lẻ đấy. Đấy, là siêu thị nó bán giá rẻ đi, hai nhà nhỏ lẻ một phải bán giá rẻ theo, thế là nhà siêu thị nó ra nó mua hết luôn của bọn kia, xong rồi mày tăng giá nó bán. Đấy thì cái vòng luẩn quẩn đấy nó cũng áp dụng ở trong cái đầu tư này thôi, cá mập nó cũng sẽ làm như thế. Tư duy của Do Thái đấy, nó cũng áp dụng. Học của mấy anh em này thắng này, cái tư duy nhà cái nó cực kỳ tốt luôn đấy, nhiều những cái mà anh tham gia thị trường lâu rồi mà anh không biết. Mấy buổi đầu vào nhóm nhất đấy chỉ cho những cái đấy biết được về cách nó lên giá xuống giá, cách chúng nó nhà tạo lập nó ăn như thế nào, mình phải hiểu cái đấy thì mình mới ăn to được. Đúng rồi, tức là trên cái bản chất cái trang cái sơ đồ này ấy, là cái nhà tạo lập nó vẽ để cho mình xem chuẩn luôn, nó vẽ để cho mình xem. Đây là anh là một người trader lâu lâu năm kỳ cựu rồi, anh phân tích được thế. Nhưng mà sự là em thì em không giỏi về trader lắm. Đấy là em thật, cái nào mà là thế mạnh của em thì em sẽ nói. Và là cái thế mạnh của em là em biết phân tích về cái dòng tiền của nó và là cái dấu vết của nó. Nó để lại những cái dấu vết được thì mình tham gia được, mình theo nó là mình sẽ ăn được tiền thôi. Mà là em thì em ăn được ở chỗ nào mà nó dễ dàng. Ví dụ nhá, mọi người chơi ở trên sàn thì mình nói thật. Thì trên sàn ấy nó có hàng triệu, hàng chục triệu người ta biết, người ta tham gia. Một con coin lít sàn thôi nó có hàng chục triệu người ta biết. Ok chưa? Nhưng mà một con coin đấy mà chưa lít sàn mà nó vẫn chỉ là ở trên những cái sàn phi tập trung, nó gọi là sàn DEX, Decentralized Exchange đi, thì thật sự với mấy mọi người là rất là ít người biết. Tức là kèo chỉ thơm khi ít người biết nhá. Và mọi người phải biết là đến khi nào mà là mọi người là một người bình thường mà mọi người còn biết đến cái kèo đấy thì lúc thì lời này nên phải chạy đi nhá, đừng có vào, người là nên chạy đi. Tại vì nó không thơm nữa rồi. Mọi người mà biết thì có hàng triệu, hàng chục triệu người đều biết rồi. Mà mọi người bây giờ mới vào ấy thì có hàng chục triệu triệu người đã vào trước rồi và nó xả trước thì mọi người ăn kiểu gì? Nhận đúng nó không? Giống như cái việc một cái công ty mà mới thành lập nhưng mà một thằng nó có thể đánh giá được công ty này phát triển tốt do ở trong này nó có những cái đội làm tốt thì nó ăn được từ đầu. Thì lúc nó mà fail ra thị trường rồi thì tí huyết. Nó gọi là cái phân tích của dự án đấy, thì cái đấy là mình sẽ bắt đầu là mình sẽ dạy dần dần cho mọi người. Và cái này là sự mọi người là phải, mọi người phải chơi tầm khoảng 50 đến 100 dự án thì mọi người mới có thể là hiểu được. Biết tiếng Anh là một lợi thế, biết tiếng Anh là một lợi thế, biết tiếng Trung là một lợi thế. Hai cái đấy nhá. Tại vì coi ấy, em ơi. Em hiểu hết ta. Tại vì coi ấy thì OGN à, bay không? Rồi. Đêm nay đi ngang bay thế. Cho rồi à? Ờ. Cũng ổn đấy. Vai đầu vai đúng không? Được. Hôm nay con nào anh Hương cho cũng bay. Bắt được ngay đáy mà em. Bắt được ngay máy mà. 2 ngày x2 rồi còn gì. Thực ra càng về sau ấy, nó càng bơm nó càng lâu. Vì mọi người cứ thử nghĩ đơn giản này nhé.
thời điểm Bitcoin từ 69.000 về 42.000, thị trường lúc ấy tiền nó vẫn còn rất là nhiều. Nên là chúng nó bơm tứ tung, nó bơm VIT, nó bơm Wing, nó bơm ăn free nhờ, thắng nhờ. Mẹ con nào còn x40, x50. Không, thế là đây, mình nói mọi người biết này, mọi người mà chơi Futu ấy thì mọi người là bị cháy là mất tiền luôn đúng không? Nhưng mà mọi người đu coi ấy, mình nói thật ấy, mình đu cái con VIDT ấy, là hồi đấy là vào cùng cái ông Thomas ở bên ChainCoinVN là bị đu tầm, tức là bạn bè thôi, vào đu tầm khoảng hơn một năm 7 tháng, mình bị chia mất tầm khoảng 10 lần. Nhưng mà đợt vừa rồi ấy, vừa về bờ rồi, về bờ phát x3 luôn, tức là chơi mà bạn mà các bạn mà đu coi ấy bị chia ấy thì còn có cơ hội về bờ nhá. Nhưng mà trên Futu ấy là vĩnh viễn mất tiền, đứt cổ luôn. Thế là mình nói thật. Nên là thôi, ưu tiên là chơi sport. Đấy, còn cơ hội về bờ. Ok, bây giờ là nói đến bạn Hiền Vũ nha. Hiền Vũ ơi, bạn có ở đây không? Bạn Hiền Vũ ơi. Em đây ạ. Ừ. Thế là thu nhập tổng gia đình trừ chi phí có thể được 650 triệu đô, à 500 đô để đầu tư, ok. Mà khá nhiều thời gian tư đồ ngoài tốt thì như sắp bảy hai con FTT và BNB hàng tuần 10% không sai CVC này phân bổ. Bạn đã tự định hướng cho bản thân rồi còn gì, ổn mà. Đầu tư cái này ngon hơn gửi ngân hàng, mình nói thật, ngon hơn gửi ngân hàng. Đi chơi thích quá. Đúng rồi. Đấy, anh em phân tích kỹ thuật mà chỉ học thường một khóa thôi có khi là biết phân tích rồi, nhưng mà chú ý. Đúng rồi. Đấy, cứ chơi như mình thì bắt sướng cực luôn, ăn ngon ngủ kỹ, sáng ngủ trưa mắt lên 10 giờ dậy. Mọi người phải biết nhá, chơi trader ấy thì nó có thể ra vào bất cứ giá nào, không phải sợ. Chỉ cần có sóng mà chơi được nhá, không phải sợ. Hiền Vũ thì mình xem qua mà bạn cách của bạn thì ok. Hay. Biết phân bổ vốn. Nhưng mà em thì không quản lý cảm xúc tốt được. Không hay lo lắng lắm. Hay lo lắng à? Thực sự là nếu mà lo lắng ấy thì bây giờ là tích tiền để ở ngoài đi. Và đợi Bitcoin nó dò đáy tầm khoảng 10.000 thì bắt đầu là vào dần, không sợ. Nhá. Đã xác định mình đầu tư lâu dài, đất đến đất ấy mình mua ấy. Bây giờ nhá, đất mà mua ấy mà là bây giờ mà mua phải mảnh đất mà là không có người ta mua thì nó gọi là bị không có thanh khoản đúng không? Không bán được đúng không? Đất nó gọi là vô giá trị nếu mà là không có người mua đúng không? Thế bây giờ là mình kể cả nó có giảm giá trị bây giờ đi thì nó cũng bị chia giảm tầm khoảng 10-20%, nó cũng giảm giá trị. Nếu mà mua phải cái mảnh mà không có người mua thì nó gọi là cái mảnh vô giá trị rồi. Đấy. Thì bây giờ là chơi coin thì cũng thế. Mình đầu tư thì đã đầu tư là phải mất tầm vài năm, đầu tư đất là phải tầm vài năm đến chục năm. Đấy là còn lâu nhá. Nhưng mà riêng đầu tư coin thì thực sự với cả Hiền như này. Nó theo chu kỳ. Khi bọn cá mập nó xả thật mạnh rồi và bắt đầu bỏ tiền nó gom lại ấy, thì nó phải gom lại để nó có hàng để phân phối cho mọi người chứ, mình phải biết bọn nó chứ. Chứ chẳng lẽ bọn nó lại dìm hết, bọn nó không đầu tư nữa à? Làm gì có chuyện đấy, cái này mảng đầu tư này ngon lắm mà, làm gì có ai bỏ, bọn nó không bỏ đâu nhá, không phải lo. Nó phải bơm lên thật cao để cho mọi người đu thật cao, ok chưa? Chẳng có lý do gì nó không bơm được cả, nó bơm cao hơn là 2021 cơ. Đấy, nên là đầu tư thực sự là mình phải có cái ý, mình phải rèn luyện ý chí. Nếu mà là sợ ấy thì đầu tư vừa thôi, 650 đô thì đầu tư khoảng một nửa thôi, để lại tiền mặt thế thôi. Hiền ơi, cái hôm mà mình nói về xu hướng tài chính của xã hội ấy, kinh tế xã hội ấy. Cái buổi đấy mình còn nói một sơ qua về vấn đề tâm lý bỏ qua, tức là nếu như mình vào hết 100% vào một đồng coin đúng không, là lúc ấy tâm lý của mình luôn luôn ở trong trạng thái lo lắng, lúc mà phải bật chạc lên xem một tí đúng không. Nếu như mình đầu tư vào 50% thì mình có thể bỏ qua được khoảng một thời gian nửa năm, nhưng mà nếu như mà mình chỉ vào khoảng 5% cái số vốn của mình thôi thì mình có thể quên nó đi đúng không ạ. Bởi vì hiện tại cái coin này nó là theo chu kỳ,
cứ 4-5 lần như World Cup đó. Đấy thì là mình sẽ tính toán cái chu kỳ đấy để mình chuẩn bị tiền và mình sẽ mua lại thôi, chứ là từ giờ đến 2025 là sẽ không, 2024 là sẽ không có trò gì nhiều lắm đâu, thậm chí nó hồi xong nó sập và nó đi ngang hơn một năm cơ. Đúng rồi đấy, thì lúc đấy mỗi một tháng bạn có thu nhập 650 đô thì bạn chỉ cần bỏ 50 đô bạn đầu tư vào thôi, nó có phần đầu tư tự động đó. Đấy thì là bạn chia làm hai lệnh, đầu tháng bạn mua 25 đô, giữa tháng bạn mua 25 đô, thì cuối tháng bạn nạp vào trong tài khoản đến 50 đô để cho nó đầu tháng nó lại mua tiếp tục một vòng như thế. Đầu, nó có cái phần đầu tư tự động á, chỉ cần mình nạp tiền vào là tự nó đầu tư mua cho đến năm 2022 BTC halving 2024 là tháng 4 2024 không ơi. Ờ xong rồi thêm một cái đáy nữa. Đấy thì bắt đầu mua cho đến tận cuối 2024 đi đầu 2025 luôn. Vì 2025 mới là uptrend. Bây giờ chưa lên mua. Đấy, nếu như mà em mua cái số tiền đấy thôi thì em có thể quên nó đi được, em không phải lo lắng gì cả. Mà nhất là mình mua đúng ở cái giai đoạn nó dò đáy nữa, xong rồi. Đúng không ạ? Giá rẻ. Lúc ấy nhá, cái đặc điểm của downtrend này, đô rẻ, Bitcoin rẻ, cái gì cũng rẻ, thì người mới có thể nhận vào cái đặc điểm đấy. Downtrend là đô rẻ, Bitcoin rẻ, thì lúc ấy chúng ta bắt đầu vào đầu tư. Đấy, con lại đứt rồi. Ý của em là mình mua từ bây giờ hay là sau này lên mua? Và cái hơn 600 đô của em đấy là cái khoản mình bỏ ra để đầu tư được rồi ạ. Chứ tổng thu nhập thì nhiều hơn một tí ạ. Không em, tương lai làm sao mình biết được có chuyện gì đâu. Làm sao biết được những cái biến cố tương lai như nào, mình phải chuẩn bị tiền mặt. Cái thời điểm này nó không phải thời điểm đầu tư, mình cố đấm ăn xôi làm gì. Hiểu không? Chứ không phải là mình không có đầu tư mà cái thời điểm nó không thích hợp. Mình cứ cất tiền đi cho anh. Cái thời điểm đấy là cái thời điểm ngân hàng tăng lãi suất rất là cao. Nó tăng lãi suất lên 20% cơ. Nên là vấn đề lúc đấy là em phải cầm hết tiền Việt em đi gửi tiết kiệm ngân hàng, lấy cái 20% lấy trong vòng 1 năm gửi tiết kiệm ngân hàng, chứ không phải là để hết vào đô. Em hiểu không? Em đã hiểu cái cách mà mình đầu tư tài chính chưa? Mình tưởng mình gửi tiết kiệm ngân hàng cũng là một dạng đầu tư. Nhưng mà mình ăn cái lãi suất, cái thời điểm lãi suất nó lên đến 18%. Ok rồi. À ok ạ, em nghe cũng hiểu rồi ạ. Cái quan trọng là cái tiền đấy trong một vòng 1 năm thì mình lãi ngân hàng mình được để ra thêm bao nhiêu tiền nữa, thay vì mình để tổng vốn ở đấy. Thì em thử nghĩ xem bây giờ cái tiền ấy nó luôn luôn là phải đi theo luân chuyển. Cái thời điểm lúc ấy là kinh tế thì nền kinh tế nó đang hơi gặp trục trặc khủng hoảng đúng không? Thì vấn đề lúc ấy là người ta sẽ chuyển hết về cái kênh đầu tư an toàn. Mà an toàn ở đây là chỉ có gửi tiết kiệm ngân hàng thôi. Mà lúc ấy ngân hàng nó tăng lãi suất 20%, đấy em gửi 1 tỷ, năm em được 200 triệu. Một năm sau em rút tiền ra em đi đầu tư. Thì cái thời điểm đấy là tất cả mọi thứ là đều là đáy tài sản hết. Được chưa? Lúc em thích mua cái gì em mua. Em mua bất kỳ cái gì em thích, kể cả em mua vàng thôi. Không vàng tháng sau đó cũng gần lên tăng cho em 10-20%, 30% thôi. Vì lúc cái thời điểm đó là đáy tài sản, bởi vì lãi suất nó lên đỉnh rồi. Làm sao mình biết rằng nó sẽ về 10.000? Đấy là quan trọng. 19 á? Em bảo làm sao mình biết là nó sẽ điều chỉnh về 10.000? Đấy là cái quan trọng nhất. Đã điều chỉnh Bitcoin thì 10.000 á? Vâng ạ, lúc nãy anh bảo là năm 2023 này nó sẽ điều chỉnh. Em kiểm tra lại những cái đỉnh mình đã học về hỗ trợ kháng cự rồi. Thì em cũng kiểm tra lại cái đỉnh của nó. Cái đỉnh quá khứ của nó năm 2017 nhé. Đúng không? Nó có một cái vùng đỉnh 17.000 đến 20.000 đấy, thì ngay dưới nó cũng có một cái đáy 10.000 đến 13.000 đấy. Đúng không? Thì giá của chúng ta đang hiện tại đang ở cái vùng đỉnh của năm 2017. Thì vùng đáy của năm 2018 là đang ở là vùng giá 10.000 đến 13.000. Đấy, còn đáy của 2019 ấy, thì là nó ở đợt đấy nó về mấy nghìn đấy nhỉ? 9.000 hay 9.000 đúng không? 8.000 đúng không? Đợt 2020 bao nhiêu? 19.
chuẩn bị uptrend nó sập cho phát về 8.000 đến 9.000 đấy. 2019 thì nó sập một phát là về tầm khoảng 6.000 đô. Và là đến tầm khoảng tháng 3 2020 thì nó về 3.000 đô, 3.000 mấy đô ấy, 3.000 rưỡi ấy. Đấy. Nó còn chia hai cái giá đấy nó luôn. Sập trong một phát đấy xong đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Thì tức là cái thời điểm đấy người ta đang rút hết tiền về đầu tư ở cái kênh rủi ro hết. Đấy, mọi người thử suy nghĩ xem cái thời điểm đấy là phải bán hết thôi. Ông nào nợ ngân hàng là phải bán hết đi mà trả nợ. Ông nào có dư tiền thì bán hết tài sản đi. Đất thì kệ nó, còn những cái mà không cần như vàng ấy mà là người cầm hết tiền mặt về đi gửi tiết kiệm ngân hàng lấy cái lãi suất. Chính vì thế nên cái vụ vừa rồi ấy, mọi người để ý rất là nhiều vụ lừa đảo ngân hàng gửi tiết kiệm xong không gửi được toàn mấy trăm tỷ ấy. Đấy chính là người ta tư duy cá mập, người ta nhìn nhận ra được cái vấn đề này và người ta gửi đi mang đi gửi để người ta ăn cái lãi suất tăng từng ngày. Đấy. Vì đấy là cái kênh đầu tư ít rủi ro. Đây là họ sẽ bán hết tất cả cái gì bán hết, thị trường tài chính là chứng khoán là phán sạch luôn. Đấy đúng không? Mà nếu những cái thời điểm đấy người ta bán hết rồi là giò đáy liên tục luôn nhá, sập và mọi người là quang hết luôn. Thì lúc ấy thì cần làm gì ạ? Chờ lãi suất nó đạt đỉnh nó đi ngang. Tức là lãi sẽ tăng theo từng tháng, chỉ cần lãi nó đi ngang 2 tháng thôi là đã chúng ta đã hiểu là lãi đạt đỉnh rồi. Thì việc đấy tiếp theo gì ạ? Rút tiền ra và đi đầu tư thôi ạ. Ok, đơn giản chưa ạ? Mọi người có thấy đơn giản đúng không ạ? Mọi người vẫn đang choáng váng hay sao? Choáng thật anh ạ. Anh phân tích lại giúp em cái phần lãi suất ngân hàng vừa rồi. Tức là bây giờ nhá. Vâng. Vấn đề khi mà nó tăng lãi suất gửi và lãi suất cho vay. Đúng không? Nếu như đang giả thiết cho bây giờ anh vay cái thời điểm mà 1 tỷ anh chỉ trả có 1 triệu thôi đúng không? 10 triệu thôi đúng không? Nhưng mà vấn đề là bây giờ khi mà lãi suất nó áp đặt lên, nó tăng lên 20% thì 1 tỷ anh phải trả 20 triệu. Mà những doanh nghiệp lớn người ta vay hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ thì sao? Đúng chưa nào? Thì những cái công ty như thế họ sẽ bị phá sản. Thì ngân hàng ấy, cái ngân hàng tài sản lớn nhất của họ là gì? Là những cái vật thế chấp. Đấy, em hiểu không? Cho nên là cái thời điểm mà chính vì thế vì sao mỗi lần tăng lãi suất lên là giá sập là thế, bởi vì phải bán hết đi, nó trả lãi ngân hàng. Những cái quỹ đầu tư, những cái công ty hay như cá nhân họ vay nợ ngân hàng, họ phải bán hết đi, họ trả. Đấy, em hiểu vì sao lý do giá sập chưa? Nghĩa là khi mà ngân hàng tăng lãi suất không gánh được lãi nữa, họ đành phải bán các cái tài sản họ đang có. Đúng rồi. Đấy, mà lại thêm một nhóm người nữa nha, những cái nhóm người mà người ta nghĩ đến vấn đề đầu tư an toàn đấy. An toàn là gì? Là đầu tư bất động sản, là mua vàng và gửi tiết kiệm ngân hàng đúng không ạ? Đấy, thì là những cái người đấy người ta chơi an toàn, rất an toàn luôn. Người ta rút tiền ra, người ta đi gửi cách đây mấy tháng. Đấy, mọi người đọc báo nhá, kiểm tra xem từ cuối năm ngoái cho đến bây giờ rất là nhiều người bị lừa đảo gửi tiết kiệm ngân hàng mấy trăm tỷ luôn. Đấy, thì mỗi lần lãi tăng nhá, lãi suất tăng đạt đỉnh thì đỉnh trước của nó là tầm 19%, thì mình sẽ 19-20% thì mình sẽ ăn khoảng 18%. Đấy, thì cứ trên 10% là mình bắt đầu gửi được rồi, vì lúc ấy lãi suất nó tăng liên tục dồn dập luôn để nó hút tiền về, thì lúc đấy là rất là nhiều doanh nghiệp phá sản. Đấy, mình sẽ chờ tiếp kệ nó, xem hào gồng đến cuối cùng. Khi mà lãi suất đạt đỉnh rồi nhá, 18%, thì lúc đấy là thời điểm mình phải theo dõi liên tục các cái tin tức báo đài. Và nếu như đến tháng sau mà nó vẫn loanh quanh ở cái giá 18% hay nó không thể vượt qua được 20% ấy, thì tức là cái đỉnh của nó chỉ đến thế thôi, đúng không ạ? Đỉnh nó đến đấy và nó sẽ sideways thêm 1-2 tháng nữa. Được chưa, em hiểu vấn đề chưa? Vâng ạ, nhưng mà anh đang nói đến lãi suất vay đúng không ạ? Lãi suất cho vay, lãi suất gửi, nói chung là cứ dính lên lãi của ngân hàng ra. Thì khi mà lãi suất nó đạt đỉnh và đến tháng sau nó không tăng nữa, nó đi ngang, thì là lúc đấy mình có thể đưa ra phán đoán là lãi suất là đang sideways ở đỉnh, thì mình sẽ chờ thêm một tháng nữa. Thì chờ thêm một tháng nữa mình vẫn ăn được cái tiền gửi tiết kiệm ngân hàng mà mất gì đâu, đúng không? Đấy, thì là đến lúc thời điểm đấy mình sẽ xem một tháng nữa, nếu nó vẫn sideways thì ok, đây là đỉnh rồi, thì lúc đấy mình sẽ rút tiền ra và mình đi mình đầu tư bất động sản, mình mua vàng, mình mua chứng khoán hay mua bitcoin. Được chưa, em đã hiểu mà cái ngành đầu tư này, cái thao tác trong cái ngành đầu tư này chưa?
Anh nói thì từ nãy giờ em cũng hiểu sơ qua rồi. Nhưng mà anh bảo 20% thì đấy là anh áng chừng vậy thôi, chứ em chưa thấy bao giờ ngân hàng lãi suất tăng 20%. Em xem lại cái năm 2011, 2012 xem lãi gửi bao nhiêu, lên bao nhiêu phần trăm. Có chị ơi. Đợt đấy khủng hoảng đúng không? Đợt đấy cái khủng hoảng ấy, lạm phát nhiều quá thì ngân hàng nó phải tăng lãi để nó hút tiền về. Em xem lại cái bài báo lãi suất ngân hàng năm 2011, 2012. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Từ nãy giờ anh tư vấn em cũng đã mở mang được ra khá nhiều rồi ạ. Đây là cái thao tác cơ bản ở trong cái của cái nhóm người mình này. Và là khi mà bắt đầu tham gia và đầu tư ở trong thị trường tài chính ấy, là toàn bộ thị trường tài chính luôn, chứ không phải chỉ là cái riêng crypto đâu. Đấy, ok em. Thắng tiếp tục nhé. Ok. À, món gì đây nhỉ? Xem nào. Lãi ngân hàng sụt ra. À, như trong tiêu đề đấy, football ơi. Đọc phần tiêu đề ở dưới này. Đâu nhỉ? Thế này. Đọc phần tiêu đề chưa? Ok chưa? Bây giờ nói rượu sơ qua về con NFT nhá, Open Tiger nhá. Nói sơ qua về con NFT đi. Thì đây là cái website của nó, là khi list sàn xong thì nó sẽ bán như này. Về con này ấy, thì mọi người phải chuẩn bị sẵn cho mình cái đồng ETHW nhá. Đó là cái đồng này. Chuẩn bị sẵn cho mình đi. Ngày mai bắt đầu là mai rồi. Mai mấy giờ nhỉ? 11 giờ sáng à 10 giờ sáng à. Thì tầm khoảng chắc tầm 8 giờ 9 giờ mình sẽ online để chuẩn bị cho mọi người. Mở Zoom. Trong đó mọi người phải follow cái Twitter này của nó để mình tìm cái link mai. Đây chắc là thông báo là có rồi đây. 6 phút rồi. 12 tiếng. 7 phút. Đấy, kèo này. Nói chung là vì sao mà là mình lại FOMO kèo này thì chắc là mình cũng không nói nhiều, vì kèo này mình đã nói tầm 4 cái video về kèo này rồi. Đúng không? Đây là một kèo giúp anh em ít tiền có thể trở nên nhiều tiền chỉ bằng cách chăm chỉ. Đúng không? Yêu cầu là mọi người tạo cho mình nhiều ví này. Tạo nhiều ví này. Nhiều ví nhá. Tạo nhiều ví. Đúng không? Chuẩn bị sẵn tiền, nhiều ví. Nào. Tạo nhiều ví nào. Mỗi ví thả bao nhiêu con ETHW vậy thằng ơi? 0,5 anh ơi. Ok. Anh mà không mua được thì anh lên trên sàn đợi mua anh nhá. Thằng nào bán tầm khoảng 1 đến 2 ETHW mua hết cho em. Ok. Tại vì cái làm giá của cái con ETHW này, nó là làm giá của mấy cái con NFT nó dễ lắm. Bây giờ mình tính cáp cho mọi người nhá. À, chưa có. Để mình tính. Calculator. Ok. 10.000 NFT đúng không? Bây giờ mình tính như này nhá. Mình tính cái market cap ban đầu nhá, 0,5 cũng được.
0,5 ETHW nhá. Không phải hỏi nhiều nữa nhá. Bây giờ mình tính này, 0,05 là cái giá white lead nhân cho mình 5.000. Thì bây giờ là 250 ETHW nhá. Tiếp tục này. 0,1 nhân 5.000 là 500 đúng không? Cộng 250, 750 đúng không? Nhân 7. Thì cái cap ban đầu của ETHW à, của cái con Open Tiger nó là rơi vào tầm khoảng 5.200 đô. Mọi người ơi, cap ban đầu của con Open Tiger là 5.200 đô. X10 là 52.000 đô. X100 lần là 520.000 đô. Và X thôi, tính nhẹ trăm lần thôi nhá, không có tính nhiều. trăm rồi anh. Trăm lần thôi nhá. Trăm rồi. Anh em chốt DCR cho đấy. Sao bà, hãy lên. Anh em không chốt DCR đi, để nó bay rồi kìa. Bay DCR bay rồi thì chốt thôi. Bây giờ tính như là đang hảo càng ngày quá nào. Tính tiếp nào. Nhân 100 đúng không? Mẹ mới nhân 100 lần mới có 5 ETHW. Ít quá nhỉ? Ít quá. Không ăn thua. Bây giờ mình tính lại cáp thử cáp con bọ nhá. Tính thử các con bọ nhá. Xem nào, xem con bọ nào. Đây là mình tính cáp cho mọi người để biết tất cả đều là sự tính toán về tài chính, nó là tiền. Tất cả chỉ là sự tính toán thôi nhá. Xong. Đây. 10.000 nhân với cả 13. Tính cáp thôi mà. 10.000 nhân 13. 130.000 đúng không? Nhân 7. 910.000 cáp là 910.000 đô. Rẻ thấp mà. Tính lúc đỉnh của nó nhá. 30. 10.000 này nhân 30 này 300.000 đúng không? Nhân 7 này là 2,1 triệu đô. Ok chưa? Xong nhá. Và cái con Open Tiger này nó còn FOMO gấp 5-6 lần cái con bọ này nhá. Nó còn FOMO gấp 5-6 lần con bọ này. Rẻ không phải 20 anh ạ. Hả? Rẻ không phải 20. Ừ, đúng rồi. Bây giờ 10.000. Đấy. Rẻ phải 20. Anh tính mẹ con này nó phải ít tầm đấy vì giá nó rẻ. Tính cua trong lỗ tí. Thì cũng bằng như kèo con bộ anh chốt 20 là ổn. Ờ, 20 là ổn. Đấy, tính nhẹ nhàng cho mọi người là nó phải tầm, nó phải ít tầm khoảng 400 lần. Không được 1.000 lần như con bọ, phải ít tầm 400 lần. Những ai mà là bỏ tiền ra mà mua được một cái con này thôi thì mọi người sẽ có là 140 đô. Ngon chưa? Ổn chưa? Ổn nhá. Đây là cái kèo bỏ ít vốn ra mà được nhiều vốn như con bọ. Và là mình chỉ chơi những cái kèo như thế này, NFT như này thôi nhá. Có kèo ăn, có kèo không. Nhưng mà phần lớn là ăn được. Min không được thì mua trên sàn nào anh nhỉ? Open. Đây. Nói chung là 1 đô, 1 ETHW, 2 ETHW mua sạch cho em nhá. Anh không mua thì em mua, em để sẵn mẹ vài nghìn ETHW để em mua rồi. Mình kết nối ví lên cái trang đấy à anh? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây, đây là cái sàn đấy của nó nhá. Lưu lại nào, lưu lại nào. Chưa thằng nào có cái link này đâu nhá. Chưa thằng nào có cái link này đâu. Bên mình là thằng có đầu tiên tại vì là mình mò được. 12 giờ trưa mai bắt đầu public hả anh? Đúng rồi. Chắc là săn cố mua đấy. Không phải 12 giờ. 10 giờ. 8 giờ phải on rồi. À vâng, 10 giờ. 8, 9 giờ on chuẩn bị rồi, mình sẽ on sớm để mình chuẩn bị cho mọi người. Ai hỏi gì thì chuẩn bị thôi. Em tưởng 10 giờ là quay lead. Không. Đây, chuẩn bị xong rồi thì bây giờ là bấm vào đây để canh mai thôi, canh bán nó kết nối luôn đi đấy. Kết nối ví này. Đấy xong.
ký xong là xong rồi. Đấy, mọi người còn hỏi gì không? Mọi người ơi, thắng nhân ra bao nhiêu bí em ơi? Em á, vài chục. Nhưng mà em mai là wild lead. Em thì có quan hệ, em xin được wild lead. Vừa xin được vừa bắt chúng nó phải cho. Nếu không cho, không cho là tao đi foot. Ok. Đấy, thì anh em nào mà may mắn mà là mua được public thì anh em có thêm tiền. Cố gắng là mua được 10 ví, nhờ anh em bạn bè người thân, bố mẹ vợ gì hay gì đó thì ở nhà gì đó mà cầm điện thoại lên mà mai hộ thôi. Này như con hôm nọ đấy. Tất cả anh em đấy đói hết. Hoàng Kiệm ơi, à không, con này thì nó ngon hơn nhiều rồi. Con này là tích xanh rồi, em không phải nói nhiều đâu. À có kể cả con wipeout mà ấy mà, hay là con bọ à? Con bọ hồi đấy là em bảo anh mua hay sao nhỉ? Anh hồi đấy anh vào chưa nhỉ? Đâu nhỉ? Xem nào. Tôi vào gì nhỉ? Con gì nhỉ? Bóc lịch sau 2 tiếng à? Nhưng mà nhỡ là bán xong sớm thì làm sao? Bán xong sớm nó lại mở sớm thì làm sao? Biết làm sao được. Anh Thắng vừa làm em quên mất cái gì rồi. Để cho anh tầm khoảng 0,3 ETHW đi Trung Vũ nhá. Một ví nhá. Anh Thắng ơi, em vừa định nói cái gì anh nói em lại quên mẹ mất rồi. Khổ quá nhờ. Con này nó có token không hả anh? Đúng rồi, đây nhớ rồi. Đấy, đúng rồi, nhắc đến token mình lại. Đây. Con này thì nó sẽ không phải là token nhá. Đây, đọc đâu nhỉ? Đây. Đầu tiên từ đây đi. Thì mọi người phải biết đây là con Open Tiger, nó là thuộc tích xanh. Con khỉ này nó còn x được tầm khoảng 5.000 lần. À chưa được 5.000, 500 lần. Khỉ lại được 500 lần nhá, mà là con này là nó còn là không có tiếng tăm gì còn ít được 500 lần. Mà con này nó còn hot nhất thế này rồi mà là nó không được 500 lần à. Mọi người hơi coi thường đấy. WNS nhá, đây kèo này nhá, WNS nhá. Đây kèo này mình đã bảo mọi người rồi nhá. Cứ kèo là tích xanh là chơi nhá. Tích xanh là chơi nhá. Con hổ này nó là tích xanh này. Xong rồi là nó sẽ xong rồi là ở sàn này nó cũng sẽ là tích xanh này. Sàn này nó cũng sẽ là tích xanh. Và con hổ này nó sẽ là cái OG pass cho cái sàn Open W này, ai mà hold con hổ này sẽ được nhiều lợi ích này, nhá. Yeah. Hold con hổ phát là cứ hold thôi, không phải lo, không phải vấn đề. Hoàn rồi mạnh bây giờ vào à? Bận việc không em? Con này thì nó cũng làm như con Newton thôi, tính cái base point mà. Đấy, sàn này nó lấy cả hình con hổ mà. Đấy chưa? Con này nó còn ngon hơn con bọ nhá. Cố gắng kiếm tiền nhá. Một ví $140, 10 ví $1,400, 20 ví $2,800, nhẹ nhàng. Ngon lành, ai mua được thì ăn được. Mua trên sàn nhá. 1 ETHW, 2 ETHW, mua sạch. Anh em nhớ bài chưa? Thằng khác là nó sẽ không nói thôi nhá. Nhưng mà riêng mình xin lỗi, mình nói luôn, chia sẻ luôn. Mua sạch cho mình. Ok chưa, anh em? Mua trên cái sàn này đúng không em? Sàn em để link đây đúng không? Đúng rồi, sàn để link. Quan trọng là phải có nhiều ETHW. À chứ bây giờ tùy vào mình bỏ tiền ra bao nhiêu tiền mình chơi thôi. Đúng rồi. Đây là kẹo đối tư rủi ro. Anh nói cho em biết Hiền Vũ nhá. À, trong nhóm này có thằng Hiếu ấy, nó bỏ ra 32 ETHW. Nó mua cùng với cả lúc với cả anh là mua con bọ này.
thì nó mua hết sạch luôn là ba mươi mấy con, nó kiếm được gần 8.000 đô, ok chưa? Đấy, như nó. Nhưng mà phải hâu con bọ đấy một thời gian thì nó mới được ra đấy. À thì dĩ nhiên là nó là em anh ngày đầu tiên là nó đã lên tầm khoảng 8-9 ETHW rồi. Nói Có chung 3 là ngày chỉ thôi. hâu tầm khoảng 3-4 ngày là nó đã lên tầm 15 rồi. Xong rồi đến hâu đến tầm 5 ngày một tuần là nó đã lên tầm 20 đến tầm khoảng 30 rồi. Ngon chưa? Rất nhanh luôn đúng không? Thích không? Vâng, gọi rồi. Thôi chào anh em nhé, mình đi ngủ đây. Anh Thắng này là làm trong cơ quan chính trị. Chiếc to đấy. Nghe ngon ngon quá à. Đang gặp mà hơi thấy hơi sương à. Thì sương mà bây giờ Hoa Bùi ơi. À, chị Hoa Bùi em. Bây giờ mà không mua được không 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 whitelist thì không có whitelist ấy thì à, mình mua public mà không mua được public thì bây giờ mình lên sàn mình mua ăn ít đi một tí. Bây giờ bỏ ra tầm 7 đô, ăn được tầm 70 đô. Ngon không? Quá được. Cái gì phải tham, đúng không? Lên sàn mua cũng được. Miễn là nó thấy rẻ là mua. Thế thôi. Nhưng mà nhá, không được mua cao là rủi ro. Ok chưa? Mọi mình bảo 1 2 ETHW, nếu mà nó cao hơn thì xin lỗi mọi người là mọi người phải chịu rủi ro. Ok chưa? Mình thực sự với mọi người là mình kèo mình cho ấy thì đa phần là nó đều có rủi ro cả, đều có nguy hiểm cả, nhưng mà sau khi mình đã nghiên cứu thì nó sẽ hạn chế mức rủi ro thấp nhất. Đây này, rủi ro này. À, sợ chưa? Nào. Sợ chưa? Ba cột đỏ nhá, sợ chưa? Đấy, rủi ro đấy, kèo rủi ro đấy. Anh em sợ chưa? Kèo rủi ro đấy, vào phát mất mẹ nửa rồi. Đấy. Vui không? Đấy, thế là đừng chơi shitcoin nhé. Chơi vui thôi nhưng mà đừng chơi shitcoin mất tiền đấy, mua đâu. À, con hổ nó còn lên tận đây mà. Đấy, Genesis, NFT Creation and all the path for Wild NFT. Đấy. Đỉnh chưa? 85 dự án rồi nhá. Học viên mới à? Khổ quá, ví nào cũng có nhiều tiền rồi. Bạn học viên mới ạ. Con hổ khi nào mai à? Ngày mai rồi, mai luôn, ngày mai luôn. 8 giờ sáng ngày mai. Hoàng Anh chuẩn bị tiền đi nhá, vào đi nhá. Xin link trang đó với ạ. Trang gì nhỉ? Trang gì bạn ơi? Trang gì nhận được khai ơi? Đây à? Đây là Proof of Work for Wagami Foundation à? Ok. Đấy. Thắng ơi, cho chị hỏi, Ok chị. tại sao mình phải sử dụng một lúc nhiều ví? Mình dùng một ví thì có vấn đề gì? Thì nó thì giới hạn cho chị mua một 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 vé một ví thôi mà. Ok, đã hiểu. Ok chưa? Ok. Ok. Lý do tại sao em lại phải dùng ba bốn cái máy tính đấy? Em đang dùng ba bốn một cái máy tính để vừa zoom vừa làm việc đấy. Lý do đấy. Đây là dành cho những người có wireless thôi đúng không anh? À chị Wild Link, public mua được mà em, public mua thoải mái mà. Vâng, thì Public public thì riêng. ai cũng mua được cả. Ok chưa? Cạnh tranh nhiều. Vâng. Cố mà mua. Bây giờ là anh trước khi hôm đấy là anh sẽ hướng dẫn mọi người là check lại những cái ví bị treo hay không, chắc là sẽ bị treo và chỉnh lại gas thế nào cho nó ổn nhá. Ok chưa? Chứ để gas bình thường là nó sẽ bị treo đấy nhá. Ok chưa? Nghĩa lúc mình ấn mua mình phải đua ga cao lên một chút để mà mình Chuẩn cho nó nhanh. chuẩn đúng rồi, chuẩn Kéo ăn tiền thì ga thì cũng không ảnh hưởng. xin dạy mọi người chỉnh ra luôn. 8 giờ 8 giờ 8 giờ 8 giờ 8 giờ sáng mai chỉnh online nhá. Ai online được thì sẽ chỉ cho mọi người nhá. 8 giờ 9 giờ sẽ mở Zoom cho mọi người nhá. Ok chưa? Chỉ trực tiếp đỡ phải quên đúng không? Chỉnh ga là chỉ khi nào mà là vào kèo mới chỉnh được ga, tính sau.
Mạnh Nguyễn ơi, anh giao nhiệm vụ cho mày là đặt đồng hồ gọi anh dậy nhá, gọi anh dậy, gọi thằng Hoàn ấy, gọi gọi mấy thằng đi nhá, anh hay ngủ quên lắm nhá. Mày không gọi thì anh lỡ kèo mày thì mày toi. Anh cần em gọi em 6 giờ em dậy rồi này. Ờ à, gọi gọi à 6 giờ sớm quá, 7 giờ thì. Nhá. Mai chủ nhật có khi đua nhiều. Đấy, nhớ gọi nhá. Đúng rồi. Đấy, nhớ gọi thì có video, không gọi thì không có video đâu. Mình lỡ kèo các bạn cũng lỡ kèo thôi. À. Anh phân tích chút về con ETHW. Lại về ETHW à? Em vừa mua cũng khá khá. 7 lạ giá 75. Ok ok ok. Ok, 10 rưỡi rồi đúng không? Còn nửa tiếng nữa mình nói qua về cái hệ 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 cô nhá. Anh em thích nói qua về hệ hệ cô không? À. ETHW nói qua rồi mà nhỉ. À, anh em còn nhớ hôm qua là Hưng bảo bắt bao nhiêu không anh em ơi? Mọi người ơi, mọi người ơi. Mọi người nhớ hôm qua là Hưng bảo bắt ETHW bao nhiêu không? Nào. Anh em đã quên rồi à? Wow, wow, đâu nhỉ? Đâu rồi? Đây, Hi ơi. Đây rồi. Nào. Mọi người ơi, nhìn kỹ nhá. Hưng bảo mọi người là mua khi giá điều chỉnh là 6,8 đến 6,95 nhá. Ok nhá, mọi người ơi. Mọi người nhìn rõ nhá. Chất lượng là ở đây này, chất lượng ở đây này. Sáng nay em thấy về giá này rồi. Đây, ok chưa? Chuẩn chưa? Không lệch từng mm nhá. Ok chưa? Chuẩn nhá, chuẩn nét đúng không? Mua được đúng không? Lên rồi này nhá. Chốt được ở, có thể chốt được ở đây thì chốt được 7,5 được này, tùy nhá. 10% nhá, lãi nhá, chuẩn nét nhá. Đấy, làm ăn phải uy tín thế chứ, đúng không? Bây giờ mọi người nhìn cái ảnh này, mọi người biết mua ở đâu, bán ở đâu nha, cắt lỗ ở đâu chưa? Như này, stop loss 6,3 nhá. Stop loss 6,3 nhá. Mua này. Chốt là ở trên vùng là 7,5 7,6 này. Nếu mà nó break được thì vậy chốt ở trên vùng 8,5 này đến 9,2 này. Ngon chưa? Một nửa đấy nhá. Anh em thấy uy tín không? Chơi được không? Kèo này là từ bao giờ? Hôm qua đúng không? Hôm qua ra đúng không? Thời gian này 22 giờ 30 phút ngày hôm qua 13, 2 hôm trước rồi. Cái phần 2 trường hợp này em vẫn thấy hơi khó. Sao hơi khó? Dễ mà. Bây giờ nó chỉ đúng cái trường hợp nào thì mình cắt, ví dụ dưới 1,1 dưới 6,3 là mình cắt. Em cứ mua ở điểm này cho anh, điểm mua ở đây mà ghi rõ ràng điểm mua ở đây 6,6,8 rồi. Tao xuống không phải 6,3 thì tát, cắt đúng không? Phá 6,3 thì cắt. Cắt đau chân đau thương thôi. Còn không nếu mà nó lên, nó lên thì mình để đấy. Cái ô trên kìa. Cái trên kia này kẹp thêm một đường nữa. Đây. Đây này. Như này này. Giá không vượt qua được thì nó sẽ quay lại đáy 2, tức là nó sẽ quay lại cái vùng này. Và tạo xu hướng tăng đến khi nào break khỏi trend là 7,3 và 7,4. Dễ mà. Được chưa? Đều là có thích ở đây rồi. Nó vào trường hợp nào thì mình sẽ chơi trường hợp đấy. Nào. Ok chưa? Nó mua ở điểm này, nó mà xuống cái điểm này thì cắt lỗ. Nó mua được điểm này thì kệ nó thôi. Ok chưa? Quá đơn giản. Vào kèo chỉ theo tín hiệu thôi mà. Hiện Vũ bây giờ có lăn tăn gì không? Hiện Vũ ơi, mua xong điểm này rồi này. Nếu mà nó không tụt về điểm này thì thôi kệ nó. Đấy,
Nếu mà nó lên, nó lên hay là như nào xuống, nó kệ nó thôi, mình mua điểm này là tốt rồi. Đúng rồi, lá giá trên đấy là nó đang bị lệch giá đấy. Chuẩn luôn. Kèo dễ hiểu mà, bây giờ là còn vẽ hình cho mọi người nhá, ngày xưa không vẽ hình đâu. Bây giờ là kèo nào cũng vẽ hình như này, thấy chưa? Vẽ hình này. Mọi người như này. Ngày bao nhiêu đây? Đấy, ngày bao nhiêu đây? Mùng 7 này. Khả năng là bui cháp đây này. Đấy. Lên này, đúng kế hoạch này. Đấy, ngày mấy ngày trước này. Có phải không đâu, đều gọi là có kế hoạch không hề sửa đổi tí nào luôn. Không, cái này edit từ lúc nãy đây, mấy cái này còn này không 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 sửa đổi. Đấy. Chấp nhận đau thương số áp à? Cắt lỗ không? Hay thế. Kèo này lỗ rồi. Lỗ hơn hơn nửa. 60%. Ok, sao? Xem nào, Heco nhỉ? Mọi người thấy hệ của Heco ấy. Không múc con nào cả. Hôm nay mình nói qua hệ của Heco nhá. Thế nào, hệ của Heco thì bây giờ là nó sẽ có là 184.000 giao dịch và 73 triệu đô volume so sánh với cả hệ Ethereum Work. Hệ của Ethereum Work Power là ít lắm, nói chung là hệ 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 của Heco nó vẫn mạnh lắm, mạnh từ ngày xưa rồi. Hôm nay hỏi mờ đất này, hệ của Heco nó hồi sinh rồi do rất tin săn. Đợi mình tí. Làm sao mình lại không thích dùng của hệ Heco mà thôi, vẫn phải giải thích cho mọi người. Này là không có hệ của Heco nhỉ, chán nhỉ. Ok. Chờ mình tí, mình tìm thông tin của nó nhé. Hệ của Heco này thì nó lại không có. Nó không có cái tổng, không có cái tổng hợp. Hơi buồn. Ok, để Philama đi. À, sao? Trong tháng 10 này có 3 dự án cần chú ý, chỉ cần 3 dự án này. Da UniW V2 game free trên World Cup domain 3p. Game free trên World Cup thì mình
Ừ, Raka, domain Raka ngon mà, nhưng mà bây giờ là nó không mua được đáy thì không vào. Riêng mình thì mua được đáy bắt đầu thì mình mới vào. Mình đầy kèo, đầy kèo ạ, không phải thiếu kèo. Kèo X to đầy. Tại sao bây giờ là mình phải chơi từ đầu chứ, bây giờ không chơi từ đầu chơi làm gì? Domain Raka ngon, ok. Bây giờ domain của WETH này, ETHW này cũng ngon. Sao lại không ngon nhỉ? Hàng native của nó cũng ngon mà. Kèo mình cho 8 kèo rồi này, 8 kèo, 10 kèo thì nhiều kèo lắm. Ai xem lại video đây. Ok, HT. Lúc đầu HT đỉnh của nó là tầm khoảng 2,8 tỷ đô. Mà bây giờ là đã phải chia tầm khoảng 20, gần 28 lần. Càng đấy, lên này. Echo được lên này, hồi sinh này. Thì nó sẽ bơm cái hệ đầu tiên của nó là cái con MDEC này. MDEC là con đầu tiên được bơm bay X2 rồi, X2, X3 rồi. Tức là một khi mà có một hệ nó bơm ấy thì nó sẽ bơm là những cái con top 1, top 2, top 3, top 4, top 5 nó sẽ bơm hết. Cả một loạt xanh 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 dờn luôn. Auto farm đúng không? À, sáng nay ai hỏi con auto farm nhỉ? Bạn nào hỏi cái con auto farm nhỉ? Mình nói cho bạn ý biết nào. Bạn nào hỏi mình con auto farm nhỉ? Hay là không ngon? Auto thì bây giờ nó vẫn x2, x2 so với đáy nhá, x2 so với đáy mới tạo. Con này nó cũng có thể là một con vào được. Nhưng mà giá phát hành của nó là 0,0012. Tổng cung lưu hành của nó là 53.000 coin, cũng ớn đấy. Auto này là cái con multi-chan nhá, nó không phải là cái farm mà là ở native farm, nó là một cái farm multi-chan, nó không phải là ban đầu nó không phải là ở hệ của Heco đâu. Nên là đầu tư thì cũng phải xem xét nhá, giá của Heco nó không pop nhiều đâu. Phải chọn con đấy nhá. Pi à? Pi là cái gì? Pi lên sàn à? Pi à? Em Pi lên là sàn này chưa? Pi. Ok, Pi. Pi này còn chưa lên, còn chưa check được kiểm sao ấy chưa. Pi này khối ông mua OTC đu đỉnh này. Anh Hoàng ơi, bảo bảo mua Pi à? Pi mấy ông mua OTC ban đầu đu đỉnh chưa? Ngày đầu tiên ra 21.000, 24.000, bây giờ về bao nhiêu nghìn rồi? Chả biết, toàn mấy ông chơi với mua chơi với nhau. Mình thì không có ý coi thường đâu, tại vì là cái gì nó cũng có cộng đồng cả. Pi cộng đồng mạnh ok, giá ok mà giá không biết nhào đâu nhá. Game Phi Chen World Cup thì thật sự là đội nào Việt Nam nó làm đấy bạn ơi, nghe đội nào lùa đấy bạn. Có mấy đội nó làm dự án game mình biết hết mà. Mấy ông này làm game thì bọn LZ bọn nó chuyên làm game mạnh phết. Riêng vào nhóm này thì siêu kèo thì nó phải chuẩn. Như bạn biết DeFi 2.0 là gì không? DAO mà là DeFi 2.0. À. Siêu nhầm chỗ rồi. Domain Raka 2.0, Dominion. Raka nó chỉ có Space ID là từ đầu vậy. Chiến chiến ơi, Space ID em mua từ đầu giá bao nhiêu chiến nhỉ? Một phẩy năm em không? À, một phẩy năm MRP đúng không? Bây giờ nó phải tầm gấp 10 lần rồi đúng không? Đấy. Chơi thì phải chơi từ cái lúc mẹ mới lên sàn thì chơi. Vậy bây giờ ông bảo cả nhóm mẹ chơi mẹ cái lúc đấy mẹ bảo
vào lô gà. Xin lỗi mẹ riêng của tôi á, chỉ có tìm hiểu kèo tự chơi. Và kèo nào nó phải chơi mẹ từ lúc mà ít người biết đến thì mới chơi. Mẹ chứ bây giờ mẹ tôi mà chia sẻ cho kèo cho nhóm tôi ấy, là chỉ anh em mà cùng phải ăn nhá. Để bảo lùa và chịu thôi. Còn nó Game World Cup á, xưa rồi. Ông vào Facebook của tôi, ông xem tôi siêu mấy con World Cup mà mua từ bao giờ? 17 tháng 6 nhá. X5, X10 hết rồi. Bây giờ xin lỗi mà tôi chỉ có xả thôi. Siêu nhầm chỗ rồi. Bảo thích bảo Game Phi con nào nói thẳng ra con nào tôi tra từ đầu đến Z xem thằng nào làm. Gơm nữa. Riêng vào nhóm này đừng có siêu. Phân tích từ A đến Z luôn. Đây nào, thích naming domain đây. Domain của chính cái bọn Wagami nó làm luôn. Tại sao không chơi? Nào. Đấy, Ethereum Power name service này. Nó còn đẩy chán thế này. Mua X5, X10 dễ này. Tao không mua, mua mấy cái dở hơi làm cái gì? Mua X to làm cái gì? Domain này nó cũng chỉ như là một dạng của NFT. Xong rồi là nó cũng thanh khoản, thằng nào mua, thằng nào bán. Ví dụ là bản chất của NFT là như nào biết không? Biết bản chất của như nào không? Mẹ xin lỗi mẹ, siêu chúa, siêu đúng phải chúa. Không, thật sự là siêu nó phải cho đúng. Bi bây giờ mẹ ông nào mẹ từ lúc 24.000 ông siêu 24.000 xong rồi mẹ đến bây giờ về 5-6.000 vẫn siêu. 1-2.000 vẫn siêu. Rồi ôi. Pi nó phải làm được cái gì chứ? Mà là ông đào được Pi thì ông siêu ok. Mà xin lỗi bây giờ tôi là không vào những cái giá nó cao. Nhá. Nên là xin lỗi bạn siêu nhầm chỗ. Siêu phải để cho người ta ăn mới gọi là siêu. Vậy siêu để cho người ta mất tiền thì siêu là cái gì? Đấy, con này là chủ gia này. Đấy, gửi cho kèo luôn này. X5, X10 dễ dàng này nhá. Gơm. Đấy, siêu đấy, siêu đây. À không, hôm nay là buổi em cho gọi là public. Đấy. Để cho mọi người biết và anh biết là rất là nhiều người muốn siêu. Ok chưa? Để cho biết là sự khác biệt của mình với cả của người ta là như nào. Đấy thế thôi. UniW2 đấy Hà Nội à, của bạn nào ở trong của bạn nào Việt Nam làm thì khai ra đi nhá. UniW2 ok, Việt Nam mình V2, Đông Hào V2, anh em mình V2. Yeah. À, mọi người ơi, con hệ của Heco ấy thì mặc dù nó bơm ấy nhưng mà mình xem những cái dự án của nó ấy thì không có nhiều con nó bơm đâu. Nó chỉ có dòng tiền nó vào thôi, giá nó không đẩy lên nhiều đâu. Tại vì cái hệ này của nó là chưa khởi sắc mấy, dòng tiền nó mới chỉ vào con HT thôi, X2 HT rồi. Con MDX này cũng được bơm X2 này. Nhưng mà mấy con khác nó cũng chưa được bơm nhiều đâu. Mọi người mà vào ấy thì mọi người ví dụ con Land Hub này. Con Land Hub đấy nhá. Land Hub này là con Landing này. Con Land Hub là Back Finance này. Mình phải check giá nhá. Tức là mình chỉ mua những con nào mà nó là thuộc cái chỉ có đúng một cái hệ của Heco thôi, nó không có hệ không có nhiều hệ. Đấy mình sẽ xem qua một số con này. Ok. Land Hub. Để xem giá con này như nào mọi người nhá. LHB này. LHB đúng không? Xem coi cái cô đi. Xem cái tăng này. LHB nhá. LHB. LHB. Land Hub ok. Đấy mọi người thấy chưa? Land Hub này. Đây là 7 ngày nào. Có lên đấy.
từ ngày 12 này giá là 68 x 3 rồi, bay rồi, x 4 rồi, thăm bác x 4 so với đáy rồi xem nào. À 8 ngày trước mới, bây giờ là giá từ 8 ngày trước bây giờ mới chỉ tính là tầm khoảng gần x 3 mọi người nhá. Land Hub có thể chơi được, có thể chơi được, để xem chắc, bảo Hưng xem chắc xem nào nhá. LHB ông nó không ở trong nhóm, đúng rồi, trong nhóm mình không có thể loại đấy đâu, anh không phải lo đâu anh ạ. Vào nhóm là em phải lọc, dĩ nhiên vào nhóm là em phải lọc hết, xin lỗi nhóm này không có siêu, chỉ nghe admin thôi, thế thôi. Vào lùa không đúng chỗ. dám lùa lươn chúa không được. Con lẽ hát này có thể chơi được đấy nhá. Gửi trong nhóm cho Hưng check cho nào. Mọi người nên để Hưng check qua xem điểm mua điểm bán thế nào nhá. Mọi người nhá. PHA để á. Ngon. Ok, x3 con này x4 rồi, ngon đấy. Cũng không ngờ nó x đấy. Address đi. Ok. Không sao đâu anh ơi, em tỉnh lắm anh ạ. Không để anh em đã vào với em rồi thì còn lâu mới để bị chúng nó lùa nhá. Anh dai nhá. Để lùa được em thì hơi khó đấy. Mặc dù ngày xưa là bị lùa nhiều lắm, nhưng mà ngu nhiều rồi cũng phải khôn, mất nhiều tiền rồi cũng phải khôn. Đấy nói thật, mất nhiều rồi mọi người ạ, xong rồi cũng phải khôn thôi. Bách BACK đúng không? BACK tìm nào, BACK. Tức là nó đẩy tiền vào cái hệ này thì tất cả những cái con trong hệ này đều nhận được tiền và nó chia, xin lỗi mọi người ạ, nó chia kinh khủng luôn, nó chia gần 1.000 lần rồi. Ôi rồi ôi. Gần 1.000 lần mọi người ơi. Sợ chưa? Vào là dở hơi đấy nhá. Bách final đây. Mata unchecked thôi, nghỉ. Không check được thì thôi, giá này. Tụt quá. Value lock ở 400.000 đô, 200.000 đô, 87.000 đô thôi. Nghĩ. Cúi bắp. Thế nào, TVL từ 30 triệu, 34 triệu về 1,2 triệu, 2 triệu. Căng nhỉ. Ok, coi cái cô đi. Pilot landing. Nghĩ. 0,02. Kia nhiều phết rồi đấy. 11 ngày trước x 60 lần. Wow. Cũng được. Cũng được. Mới x tầm 60% thôi. Bọn nó mà FOMO con này còn lên nữa. Anh em vào thử con này tí cũng được nhá. Đây là Risk Farm Down. Này, từ từ nhá, mình gửi link cho mọi người thôi nhá, chứ không bỏ vào nhá. Đang phải xem xét nhá. Đừng có ai nhanh nhẩu vào trước nhá. Để mình vào trước nhá, mọi người vào sau đi. không phải là lời khuyên đầu tư. À 94% rồi, giảm nhiều. Con này nó cũng không có nhiều thông tin lắm. Chỉ đi volume 1839 đô thôi, vào ít thôi, đừng có vào, giờ hơi ít tiền thôi, đổ số thôi. Ừ, đang dò hệ Heco nhá. Có vài con dò được, chơi được. Pi pi pi. 2 tháng rồi. 100
con này chắc volume giao dịch ít này, thôi bỏ không chơi, tích thì vào một tí cũng được, thôi trả vào chả thấy hơi pp pilot. Mấy con đấy, con len hấp là con này là con nổi tiếng nhất đấy, con len hấp này trong hệ đấy nổi tiếng nhất rồi. Con này chắc là chơi con này thì chơi chứ con khác thì chịu. Nó chia nhiều lắm, DeFi nó chia nhiều lắm anh em ạ, nó chia kinh khủng luôn. Đợi nó ra con mới thôi, nó sẽ nhiều, có nhiều con mới. Con thua sashimi. Ok. Thôi Heiko, con nào có con nào ngon thì mình mới bảo, bây giờ là nó không chưa ngon thì thôi, nói qua nhiều cũng mệt lắm. Khi nào con nó ngon thì mình sẽ chỉ chi tiết cho. Has with D này. Nhiều nhất là mỗi mấy con này thôi mà. Con thua, toàn bên Mrex mà. Mà Heiko nó ra nhiều dự án rồi á. Không ít đâu. Heiko anh chơi từ ngày xưa rồi. Nhiều con là nó ít to hệ của Heiko lắm. Tại sao nhiều thằng nó ghi là DeFi 2.0 nhỉ? Mà trong khi bọn nó có biết khỉ mẹ gì về cái DeFi 2.0 đâu mà nó bảo là DeFi 2.0, khổ quá. Chẳng lẽ định nghĩa cái từ DeFi 2.0 nó là trending? Mình nên đặt là DeFi 2.0. 92 tuổi và 92 tỷ đô, kinh nhỉ. Nào xem hệ này nào, vẫn đi ngang à? Bit đi ngang là cũng ấy đấy. Rồi ôi ghê thế, đi ngang. Rồi ôi. Thắt nút lò xo nè. Ok, lên tiếp. Nãy bạn Hiền hỏi về hệ Heiko à? Bạn Hiền có on không? À về hệ ETHW chứ. Nói qua nốt nhá, hệ ETHW nhá. Bạn Hiền ơi có không? Ừ. Em. Thực ra thì mình đã bảo rồi, bảo Hiền rồi là có con hệ 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 của bọn này ấy thì sóng nó có thể là nó đã chạm đến cái sóng điều chỉnh đầu tiên rồi. Bây giờ là chỉ cần mà là gió đông nó thuận thôi thì hệ thì nó sẽ bay tầm khoảng target của mình về con này là tầm khoảng 30-40 độ. Đấy là quan điểm của cá nhân mình nhé, chứ không phải là lời khuyên đầu tư. Mọi người mà đầu tư thì mọi người phải cân nhắc, mà mọi người phải biết phân bổ vốn nhá mọi người nhá. Tại vì sự là mình dạy học như này là nó sẽ có rất là nhiều người FOMO, rất là nhiều người họ kiếm chuyện, mình nói thật. Nên là mỗi khi mà là cho kèo hay cái gì đó thì mình đều phải bảo mọi người là vào một cái vốn rủi ro, đừng có vào nhiều, đừng có all in, đừng có mà tham lam. Vào là phải biết cắt lỗ nhá. Con này thì vào cái giá này và cái giá mà 6.8 ấy mà cắt lỗ là 6.3, ok nhá. Thông tin đầy đủ để rõ ràng, không ai nói được gì mình nhá. Trước khi đấy ra là phải nói như thế, không thì mẹ toi. Chơi kèo, chỉ kèo mà ngon nhiều tiền, mọi người vào mẹ vài tỷ, mẹ bị làm sao cái, mẹ bắt đền mình thì toi. Ok. Con này thì mình nói lại cho Hiền Vũ nhá. Cái bọn của Wagami Foundation ấy, nó đang làm cái xương sống cho hệ sinh thái của ETHW. Thì đây nhìn phe này, bọn này nó chỉ xây trong khoảng 7 dự án này. Classic là 13 dự án này. Nhưng mà nó không nhiều, không ngon, không khỏe. 3 triệu đô
và giá 22 mà chỉ có 7 dự án thôi. Con này thì nó là một em nó lái thì đúng hơn. Thế này, con này này 85 dự án rồi mà trong vòng có tầm khoảng chưa đến 1 tháng. À 1 tháng rồi đấy. Mới 1 tháng mà gọi là có 85 dự án rồi Hiền nhá. Và bọn nó phát triển cái kênh này rất là mạnh, chứng tỏ điều gì? Đây, 7,1 và cái này có 700 triệu đô. Ok chưa? Thì bọn nó rất kỳ vọng về cái dự án này. Và không chỉ bọn nó. Sàn Binance, sàn Coinbase, tất cả những sàn lớn bọn nó đều giữ một miếng bánh của ETHW. Nhá. Thì có thể là nó đã gom hết tất cả từ cái giá 3 đô, 4 đô, 5 đô rồi. Mọi người nhá. Nó xả một phát từ 150 về cái giá là 3 đô 8. Ok chưa? Chia khá là nhiều rồi. Nó sẽ bơm lại cái sóng hồi đầu tiên, nó rơi vào tầm khoảng 30 đến 40 đô. Và đấy là cái vùng kỳ vọng mà là đầu tiên mà bọn nó sẽ bơm lên để dụ mọi người đu đỉnh. Ok chưa? Đu đỉnh lần thứ hai. Lần đầu tiên là từ 150 về 3,8 đô. Nó sẽ có nhiều sóng lên xuống và nó sẽ không phải là ấy đâu. Thì bây giờ là list Binance và list Coinbase, đấy sẽ là hai cái để bọn nó nền tảng để bọn nó xả hàng. Nha. Yeah. Ok. Binance nó còn chưa thông báo xả mà. À nó trả rồi nhưng mà chắc bọn nó chưa xả đâu. Giá này không thèm đâu, ít tiền quá không thèm đâu. Mẹ nó phải xả nhiều hơn cơ. 30 40 đô cơ. Bọn này nó đang bui hệ sinh thái nhá. Bước đầu đấy, nó phải tăng những cái thanh khoản nó gọi là liquidity provider là nhiều. Liquidity nó phải to, xả nó mới thích nhá. Yeah. Mà để làm được đấy thì phải làm được gì? Đầu tiên, kéo user. Tức bước thứ hai, kéo cá mập, tăng thanh khoản. Bước thứ ba, FOMO. Bước thứ tư, xả hàng và phân phối hàng. Đấy là bốn bước cho bọn nó kiếm tiền. Nó không giảm bây giờ đâu. Vừa rồi giá 13 vẫn chưa gọi là phải. Hả? Vừa rồi giá 13 vẫn chưa gọi là một cơn sóng mà anh. 13 sao con sóng nó chỉ là một cái bước hồi thôi, bước hồi lại đầu tiên thôi, nó điều chỉnh nó lại lên tiếp. Nhưng mà lần điều chỉnh này không biết nó về bao nhiêu, đang dự tính mà dưới 6,3 thì cắt đi, đợi xem bit như nào. Bit nó mà ok ổn cái là nó bơm ngay ấy mà. Kịch bản thì dưới 6,3 DCA không anh. Bây giờ thì em vào ít đúng không? Vào ít thì em ok, dưới 6,3 thì DCA, ví dụ em vào 7 đô đúng không? Thì nó về tầm khoảng 6 đô DCA một lần, 5 đô DCA một lần. Ok chưa? Cứ xuống 1 đô DCA một lần, chia thì theo lệnh nha. 10.000 đô thì chia ra 10 lệnh. Mua dần dần. Ok chưa Hiền ơi? Ổn không? Vâng ạ. Ừ. Đừng có all-in nhá. Lãi dù lên thì lãi ít thôi đúng không? Ăn ít thôi cho nó đỡ béo. Ok chưa? Nhưng nhìn thấy 30 đô, 40 đô. Thèm đúng không? DCA không sợ mất hàng, sợ gì? Mua đi. Ok đúng không? Nó thôi, quan điểm cá nhân thôi. Mua hay không mọi người phải tự tính toán thôi. Ok chưa? Chiến lược đầu tư rõ ràng nhá, không phải siêu nhá. Bọn nó siêu, bọn nó còn không cho chiến lược đầu tư đâu. Mình thì đầu tư con gì hay như nào nó đều vẽ đường cho hươu chạy rồi. Ok chưa? Khác biệt đấy. Dạy học viên là phải lo tiền cho học viên chứ. Học viên mất tiền thì tiền đâu ra mà đóng học tiếp đúng không? Hôm trước từ giờ đến cuối năm mình như có một đợt up trên nhẹ nhẹ thôi. Đúng rồi, nó sẽ một đợt hồi, mini hồi. Cố mà kiếm tiền ăn Tết nha. Ok chưa? Tết. Ừ. Đấy, cho bao nhiêu kèo cố mà kiếm tiền ăn Tết chứ còn gì nữa. Kèo tuy là nó khó thật đấy nhưng mà sự là bảo cái kèo Open Tiger là bảo mọi người là phải từ tầm khoảng mười mấy ngày rồi để chuẩn bị rồi đúng không?
Tiếc là ai mà nhanh thì mấy ngày đầu tiên là ăn được mấy cái bài lít rồi. Không thì canh tiền mà mua lên sàn là mua 1 2 đô à 1 2 THW thì mua hết. X tầm khoảng 5 đến 10 lần, 20 lần thì bán là 1 2 đô, à 1 2 THW nhá. Xong, kèo. Bây giờ mọi người còn hỏi gì không? Anh em ơi, hỏi gì không? Thắng ơi. Mình vẫn thấy mọi người quan tâm mình chưa hỏi mình về không, mình có hỏi Thắng ấy. Mình vẫn làm mà vẫn chưa được. Chưa được gì anh? Đây là anh để mình chia sẻ cho bạn nhé. Ok. Mình chia sẻ mình nhận. Anh bị làm sao? Từ từ em hỏi anh bị làm sao? Anh vẫn bị cái vấn đề của tâm anh squat không được đây. Thì mà anh bây giờ anh chuyển từ ví nọ sang ví kia, bây giờ anh làm được 10 ví rồi để mai chuẩn bị mai cái container đấy. Vâng. Thì nhưng mà bây giờ anh chuyển tiền từ ETH từ ví nọ sang kia cũng được đấy. Không được à? Ừ. Tiền nó chưa về đúng không? Thực ra thì vừa sau anh làm squat giống em rồi nhưng mà không cũng bây giờ thôi rồi em dạy luôn mọi người cách ấy ga đi nhá, ấy ga nhá, em dạy luôn anh ấy ga nhá, anh nghỉ lại mấy lệnh đi nhá. Ừ. Để em dạy ấy chỉnh ga này. Ừ. Dạy chỉnh ga luôn, mai vẫn dạy lại thôi. Mọi người chú ý nhá, mình dạy mọi người chỉnh ga nhá. Okay. Bây giờ ví dụ là mua em mua cái này đúng không? Số app này thì nó hiện ra như này đúng không? À thôi em chuyển tiền đi. Tiền cho nó nhanh đi. Đây. Ok. 23 này. 23, 22 đi. Chuyển tiền nhá. Chuyển giữa tài khoản của tôi này sang 23 này. 22 này. Em chuyển là 1 này. Nhà đúng không? Bấm này đúng không? Anh nhìn thấy rõ chưa? Đúng rồi, nhìn thấy rồi. Quay nhá, rõ này. À ok. Tiếp theo này. Bây giờ anh nhìn thấy đúng không? Nhìn thấy rồi. Xong chưa? Bấm rồi, bấm vào chỉnh sửa cho em. Ừ, anh biết rồi. Một là bấm cao. Anh ấn cao chưa? Anh ấn cao rồi. Cao rồi đúng không? Tùy chuẩn nâng cao này. Cát này 21.000 đúng không? Anh nâng lên cho em như này nhá. 20. Ok chưa? 20. Ok chưa? Lưu. Ok chưa? Gửi. Bấm vào đây xem lệnh này. Xem bao giờ đi. Đợi. Hệ xui và hệ Abotot. Ngon mà. Hai hệ đấy ngon nhưng mà lâu quá, lâu vì lâu quá nên là anh chưa bảo mọi người chơi. Là vì là hai hệ đấy nó viết bằng cái ngôn ngữ mới ấy, khi nào có kèo ngon thì bảo. Anh ơi gửi rồi xong rồi anh nhá. Đây này. Ok em tập vừa xong anh để cả chế độ chuyên gia anh chuyển rồi. Anh chuyển giống em chưa? Đây tiền của anh khả năng là anh cho Vega nhưng thì anh chưa chuẩn, chưa giống Vega của em. Đúng không? Anh chỉ cần thêm số 0 vào được thôi mà. Ok chưa? Ok nhá. Dễ okay. Không? Dễ mà. Ừ. Ok, ai hỏi gì nữa không? Cảm ơn em nhé. Lại anh ơi, tại sao phải làm nhiều ví anh? Nhiều ví để mình mua public. Mình mua public chứ. Public thì càng nhiều ví càng mai được nhiều đúng không? Tại vì nó giới hạn một ví mua được một con NFT thôi mà. À, mèo ơi. Lại phải chuyển tiền tiếp à? Thôi để ngày mai đi. Mai nhìn cho nó dễ. Ok thì tôi ngủ thì mai. Ông bảo, ai bảo cậu Hoàng Kiệm ấy. Ừ. À, cộng thêm 10. À thêm một số 0 vào đằng sau là được rồi. Bấm vào phần chỉnh gát ấy, thêm một số 0 vào đằng sau. Ok. Thế thôi. Linh Nguyễn hiểu hiểu vấn đề là sao phải là nhiều phí gát chưa? Hiểu rồi. Ok. Chị Hoa Bùi là biết ad mạng ETHW chưa? Hôm nay ngủ muộn thế. À, kèo chị mới. Chị mới. Chưa, chị đang theo cái kèo đấy đấy, đang tìm hiểu cái kèo em cho đấy. Chị biết ad mạng ETHW chưa? Chị chưa. Bây giờ nhá, chị bánh với em là LFG này, swap này. LFG swap.financial này, đây gửi link cho luôn này. Ok chưa? Đây, lấy vào swap.financial, bấm vào đây cho em. Chị làm trên máy tính nhá. Hay chị làm trên gì đây? Đợi chị.
bấm vào đây cho em. Lên LFG xong rồi là chị connect ví cho em, bấm vào đấy, connect ví cho em là tự động nó add cho chị cái mạng, cái mạng đấy. Ok. Đang và... sử điện thoại luôn. Nói chung là nên cái này nên dùng máy tính nhiều. Chuẩn bị một cái máy tính laptop cũng được. Thì đã bảo chú, ai bảo chú dậy buổi tối đấy. Buổi tối chị phải cho con ngủ mà. À, buổi tối bây giờ mình nhiều học với chị, buổi sáng học sao được. Có nhiều người còn đi làm nữa chị. Đúng rồi. Mấy ông còn đi làm đêm cơ, nhưng mà mấy ông ấy đi làm đêm để thật. Mấy ông ở bên Nhật cơ, mấy ông ở bên Nhật đi làm đêm lệch múi giờ ấy. Xong rồi lại phải học buổi sáng nữa. Khổ thân. Để khi nào cho sang lớp buổi sáng, mở lớp á. Thắng ơi, chị hỏi một chút nhá. Okay. Chị vừa có nhìn thấy em có sử dụng ví MetaMask ấy. Đúng rồi. Thì thấy là có rất là nhiều account. Đúng. Đúng. Làm cách nào mà để làm được như thế? Bởi vì chị cũng sử dụng ví Meta nhưng mà đúng thực sự là không có hay chuyển tiền về ví. Chị nhìn màn hình này. Chị bấm vào cho em cái hình tròn này này. Bấm vào tạo tài khoản này. Tài khoản 27 này. Tạo này. Ok chưa? À. Nhưng mà tạo cái này thì nó sẽ không có 12 ký tự mà nó sẽ là private key. Đây này, bấm vào đây cho em nhé, bấm vào 3 chấm này, bấm vào đây này. Ừ. Chi tiết tài khoản này. Xong rồi là xuất khóa riêng tư này. Thì bấm vào cái mật khẩu mà chị đặt cho cái MetaMask này. Thì bấm vào đây nó hiện ra cái, nó sẽ hiện ra cái private key. Private key này nó cầm của chị là nó vào được hết tài khoản của chị nhá. Ừ. Ok chưa? Ok. Chị biết tạo thêm tài khoản chưa? Ok, chị biết rồi. Ok, bây giờ chị vào cái LFG chưa? Từ từ đợi chị xíu đã, chị chưa. Chuyển tiền, rút tiền từ sàn về ví là cũng dùng được đấy chị. Chuyển cùng mạng nhá. Cùng mạng, cùng loại coin, cùng mạng mới được tiền nhá. Thực ra là chị chưa có, không có hay làm lắm đâu. Hồi lâu lâu thì có làm một không lần hay rồi. Làm thì sau. Chị bây giờ chị bỏ cho em ra tầm 50 đô, chị chuyển tiền cho em là chị thành thạo ngay. Ok chưa? Ok. Tất cả mọi việc đều phải mất tiền và đều phải thử cho nó thành thạo. Ừ, bởi vì chị có nghĩa là hồi xưa thì khi mà mới đầu vào crypto thì chị cũng có làm, nhưng mà do là lâu quá rồi kiểu mình cũng không có để ý á. Okay. Thành ra là mình quên hết các thao tác rồi. Không sao chị ạ, bây giờ thử lại được mà, vấn đề gì đâu. Thử lại nhuần nhuyễn nhá, đừng có sai nhá, sai là mất tiền nhá. Em đã làm một cái bài chuyển tiền ở trên YouTube rồi, lại xem lại cho em này nữa. Ok. Ok. Từ đợi chị một xíu, chị xem cái. Tức là bây giờ là mình đang chơi ở cái mạng ETHW, thì mình bây giờ là mình sẽ phải add cái mạng ETHW vào. Nó có rất nhiều mạng. Mình chơi mạng nào thì mình add mạng đấy, mà mỗi mạng sẽ phải dùng một đồng coin nó làm phí. Phí giao dịch ấy. Phải có để tiền thừa để giao dịch. Blue Sea ơi, xuất cho mình cái private key đi nhá. Xuất cho mình cái private key đi. Xuất từng ví một, xong rồi là add từng ví một vào trên máy tính. Ví dụ này, Blue Sea nhìn này. Bấm vào bình tròn này, nhập tài khoản này, nhập khóa riêng tư này. Dán vào là ra cái ví đấy nhá. Đừng có mà xóa đi, mất hết ví đấy. Blue Sea ok chưa? Đấy, cứ hỏi nhà có phải thích không? Mọi người được quyền hỏi, đóng tiền để hỏi mà. Đúng không? Nhưng mà ví dụ như mình dùng cái private key đó thì liệu nó có an toàn hơn so với cái 12 cái mã kia? Như nhau. Mất 12 cái tự là mất một private key là mất hết. Thế thôi. Khác gì nhau đâu. Ừ. Đúng rồi. Mất hết. Điều đầu tiên là phải bảo mật chính của tài khoản của mình đã nhá. À em có coi nhưng mà em chưa hiểu cách đâu. Ví dụ như nếu mà mình chốt lời xong mình rút tiền về là mình rút kiểu gì anh? Chốt lời và rút tiền từ ETHW về đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ mình rút về OK, có cái mạng của ETHW ấy, mình copy địa chỉ ví mình dán thì mình chuyển về thôi. Là về ví mình rồi dùng sàn Remitano hay là Binance để mình rút về hả chị ha? Tức là bây giờ nhá, mình rút đầu tiên là mình có tiền là ở ETHW đúng không? Ừ. Thì chú nạp ETHW kiểu gì thì chú rút ngược lại kiểu đấy, biết chưa? À,
Chắc em chưa coi tới video đó. Không, tức là chủ đã nạp ETH ta lưu chưa? Chưa, em mới tạo ví. Tạo ví ở OKEX đúng không? Đúng rồi. OKEX thì bây giờ nạp và là KYC nhá. Xong rồi là bây giờ là mua. Khi mua đúng không? Khi mua thì bây giờ là phải rút đúng không? Bây giờ mua chưa? Chưa, em chưa có mua. Mình nghĩ là bạn nên mua luôn và rút tiền luôn đấy, để kịp cho ngày mai mà chơi đấy. Mình vào khoảng bao nhiêu là OK? Nói chung là mất tầm khoảng 50 đô đi. Ít thôi. Biết đâu ăn được to. 50 đô mà mua tầm khoảng mua cho mình ETHW ở hệ OKEX nhá, thì chắc là tầm khoảng 8 đồng gì đó. 7-8 đồng ETHW. Mua đi rút về luôn đi. Đây. Bây giờ ví dụ nhá, cái MetaMask đúng không? Nó có địa chỉ ví này đúng không? Bạn ơi. Đúng không? Đây này. Ừ. Copy địa chỉ thì như vậy nhá. Đây là địa chỉ của cái ETHW, là cũng là địa chỉ của Ethereum. Bây giờ bạn vào cái LFG ấy, bạn connect ví vào thì nó sẽ kết nối cho bạn cái chain này luôn. Cái chain này luôn. Ừ. Làm luôn đi. Xong rồi là bạn chỉ việc vào là bạn vào OKEX, bạn mua cái đồng đây. Bạn mua cái đồng này và bạn rút tiền từ OKEX về. OKEX thì nó sẽ có hai vùng giao dịch nhá. Một là tài khoản để ở spot nhá, và là một là tài khoản để vào giao dịch nhá. Thì bây giờ bạn phải chuyển tiền vào tài khoản giao dịch thì bạn mới giao dịch được coin. Và OKEX ấy, nhớ là cái mã số giao dịch nhá. Tức là khi bạn giao dịch bất cứ đồng coin nào hay rút đồng coin nào là nó sẽ có cái mã giao dịch đấy. Tức là bạn lúc bạn tạo tài khoản là bạn phải ghi ra hết đúng không? Đúng rồi. Nó có cái mã giao dịch không? Mã rút tiền không? Có đúng không? Đúng rồi, có. Nhớ ghi lại nhá, không thì lại không rút tiền ra đâu. Cũng mấy cái này mình ở trong cái video của anh là có nói hết đúng không? Nếu được thì để Nói sơ sơ qua thôi. Hả? Thích thì làm luôn thì mình chỉ luôn. Để rút tiền nó lâu. Thì xong mai em bay sớm, giờ chuẩn bị đã. À, mai bay sớm kịp, có kịp mai không ấy chứ. Cả 4 giờ, 3-4 giờ sáng nên tôi để tranh thủ làm xong rồi. Đó còn ba. Nhiều mà. Tranh thủ làm luôn đi, mình tranh thủ mình ở đây tầm khoảng 10-15 phút nữa làm luôn đi. Có tiền chưa? Nạp mua P2P chưa? Chưa, em chưa có mua cái gì hết. Chưa biết mua P2P hay nhỉ? Chưa biết mua P2P luôn. Hồi xưa lâu lắm rồi thì có xài dùng sàn của Remitano á. Ai cũng mai được bài public mà. Remitano thôi, đây này, mình bảo nhá, bạn bây giờ là bạn đọc cho mình cái này, giao dịch mua P2P Binance thế này. Đây. Ô rồi. Đéo gỡ luôn. Xem các giao dịch mua P2P chưa? Lâu lắm rồi thế này. Hướng dẫn nạp rút tiền mã hóa này, đây nạp rút tiền mã hóa cái này phải xem 3 phút này. Yeah. Trên trang có mình luôn đúng không anh? Của mình mà, tự làm cho anh em trong nhóm ấy. Thực tế trên điện thoại ấy nhá. Thực ra mọi thứ đều ở trên ấy hết rồi. Ngày mấy anh? Em mới coi ngày 15 tháng 9 nhá. 15 tháng 9 mà. Giới thiệu vào lệnh này. Đâu nhỉ? Phân tích kèo ấy nhỉ? Rút tiền đâu nhỉ? Nạp rút tiền mã hóa này. Dẫn mua tiền đâu nhỉ? Có cái bài hướng dẫn mà là nạp rút tiền nhỉ? Lạ nhỉ? Chưa thấy. Đó, vừa gửi một link rồi lại đây. Thôi bây giờ là chơi cái này. Hướng dẫn mua bán P2P trên Binance. Ok. Video. Đây, cách mua P2P Binance này. Thằng này chắc cũng được. Infrastructure Engineer kinh đấy. Đây. Không, nhiều người đã kinh thật mà. Đấy,
hãy gửi link ở trong phần chat đấy, bạn lưu lại mà bạn xem nhá. Dạ rồi. Thấy rồi. À, có gì thì không hiểu thì cứ vào trong nhóm, trong nhóm nhá, trong nhóm anh em sẽ hỗ trợ thôi nhá. Cho em có cái bài của cô anh 98 Insight này. Ừ đúng rồi, cũng được. Đấy, làm thế nào mà anh em hướng dẫn cậu này nạp tiền hộ mình nhá. Lấy sức thì lấy sức mà ngày mai còn on nữa. Đấy. Tí nữa là cứ làm luôn đi. Là vứt tiền miễn hỏi đi bạn này. Miễn là đúng mạng là được. Em gửi 2 phút thôi. Ừ. Gửi thì nhanh mà rút tiền về thì lâu. Mấy nào? Em muốn hỏi. Ừ. Ok, hỏi đi. Những cái LFT ấy thì khi mua mình đều mua bằng ETH hết à anh? ETH. Không có đồng riêng của nó. Không có, chỉ có ETH ta lưu thôi. Có những cái dự án thì khi mà mua cái đồng ET, khi cái đồng nuôi FT thì nó sẽ airdrop cho mình cái đồng của nó, nhưng mà là tùy dự án thôi, nó không phải dự án nào cũng có. Nhá. Yeah. Ok. Anh có hỗ trợ gì không? Là mình sẽ mua ETH luôn hay là mua USDT? USDT. USDT nhá. USDT xong rồi là gửi qua ETHW nhá. À gửi qua OKEX nhá. Gửi qua mạng nào? Ví dụ là bây giờ là mình sẽ gửi là mạng TRC20 nhá. Tức là mua USDT trên này, tức là có những người ta bán USDT trên này đúng không? Đúng rồi, mình sẽ chuyển khoản cho người ta. Và là người ta sẽ phải mở khóa cho mình. Mua một, ví dụ là tìm thằng nào bán 1 triệu thì mua 1 triệu trước. Thử trước đã nhá. Dạ rồi. Khi nào mà là ok rồi thì mua nhiều sau. Cứ mua là nó thông ngay mà. Hướng dẫn, có hướng dẫn mà. Nhìn thấy nó video có chuẩn không? Được không? Được mà. Em đang coi. Dễ lắm, không hiểu cái gì lên trên Google có hết. Nhưng mà chẳng qua là học ở đây là mình sẽ lọc lại cái mọi người. Mình dùng ngay cái tài khoản của một ngân hàng của mình luôn đúng không? Đúng rồi. Đúng. À, em tưởng phải add Binance là KYC chưa? Bán ở trên Binance thì nó rẻ hơn cả Remitano nhiều, mà Remitano bán đắt bó mẹ. Mình add cái tài khoản ngân hàng của mình lên trên Binance ấy, xong rồi là nó bán mua bán gì nó sẽ chuyển hết về ngân hàng. Ok chưa? Ok. Hồi xưa em có theo 3.000 BTC á, nhưng mà lúc đó cũng khớp quá, không theo nổi chứ không giữ luôn, bây giờ cũng ấm vào thân. 3.000 BTC mà hồi đấy là vãi đái đấy. 3.000 đô. Lâu rồi đúng không? À, 3.000 đô BTC. 27, 28. 27, 28. 3.000 đô BTC cái gì? À ừ. Hồi đó nhát quá. Mình ngày xưa là cầm 72 bit bán giá là 8 triệu. Đấy, cay lắm. Mình còn cay hơn, bán xong 1 tháng sau nó lên 16 triệu. 1 tháng sau tiếp nó lên 30 triệu và nửa tháng sau tiếp nó lên 60 triệu. Ôi giời ơi. Đau như cắt. Xong rồi cuối năm nó lên 130 triệu. Mẹ ơi, thề cái đợt đấy cay thật đó. Hồi đó mà còn giữ thì chắc giờ đâu có thấy ngồi đây. À không. Phải trade đi trade lại như thế này á. Bằng sao được kiếm năm 2021. Ăn thua gì. À. Nói chung mà kể cả không có mình vẫn ngồi đây mà. Không, chắc là cậu chưa biết tính mình. Không, em theo dõi cái Facebook anh cũng lâu lắm rồi. Thế tại à? Hồi em làm Shopee chung nhanh á. À ok. Thầy hỏi cái vụ bán giày, bán cái hộp giày á. Ở đấy thì mày biết anh hộp giày đây. À đúng rồi. tính anh như nào thì anh hay chia sẻ, anh có bao giờ anh ở đâu không phải giấu mèo như giấu cứt cái gì mà là ấy được thì anh cười thôi. Theo để trả bớt cái nợ Shopee thôi, nhập hàng nhiều quá bán không ra này. Ồ, càng xả lỗ em ơi, anh còn nhiều hàng Shopee chưa xả lỗ đấy. Lỗ gì để vợ nó gánh bớt cái chơi xả gì. Đấy nha, mọi người biết nha, đây là có những người là bạn bè mình, xem mình rõ mình lâu rồi nha, chứ không phải là không, nên biết mình tính cách như nào đấy. Ngày xưa không có gì đúng không? Chú biết ngày xưa anh nhà có gì đúng không? Bán Shopee đúng không? Ngày xưa khổ mẹ.
ra thấy sao? Post mấy bài trên lập nghiệp Shopee, giờ nhảy qua lập nghiệp cái này rồi. Thì nói chung là Shopee hồi đấy là làm Shopee là để nuôi cái này. Thì gồng gồng mình ạ, mọi người ạ, mình phải gồng tầm khoảng 2-3 năm đấy mọi người ơi. Đừng nghĩ là ít nhá, mình phải gồng 2-3 năm đấy. À, em thấy anh có xây cái hệ thống nuôi account rồi đúng không? Hay là nuôi NFT? Anh nuôi account, cái đấy thì sau này bọn anh đang phát triển đang code thì là khi nào sẽ có sẽ cho anh em dùng ưu đãi. Cái đó dùng để làm gì ạ? Cái đấy thì dùng nói chung là sẽ có rất nhiều tác dụng khi mà là chơi coin. Và mùa uptrend thì nó sẽ giúp mình kiếm được khá là nhiều tiền, tiết kiệm nhiều thứ. Ok chưa? Bây giờ ví dụ chú mua tầm khoảng 50-100 cái NFT mà chú không có đủ tay đúng không? Thì cái tool này nó sẽ hỗ trợ chú làm thay cái việc đấy. À. Ok chưa? Rồi hiểu rồi. Ok. Thì nói chung là ở trong cái nhóm này thì sự là ăn cùng ăn mất cùng mất và hạn chế rủi ro là mất tiền thế thôi. Và là dùng cái khoản tiền bé nhất để kiếm được tiền nhiều nhất. Đấy là những cái mục tiêu mà là mình dạy mọi người. Trước mắt em chỉ mong trả hết cái đống nợ hàng tuần. Nhiều không? Mấy trăm triệu? Tới mấy em có tầm 70-80 mà. À thế thì thoải mái. Thôi để cứ theo kiếm cái bánh chưng ăn Tết. Thì anh bảo rồi, cái kèo này thì bắt được mà là ví dụ 1-2 đô mà mua được nhiều thì khi về bờ luôn. Tức là mua lên sàn mà thằng nào bán rẻ ấy, là múc được thì có khi về bờ sớm. Thôi để em coi cái hướng dẫn nộp tiền cái. Ok. Thắng ơi, dạ. Chị thao tác trên điện thoại được không? Điện thoại thì nó đang khó, hơi khó chị ạ. Đằng nào cũng phải dùng máy tính thôi. Thế thôi để sáng mai vậy, sớm vậy, dậy sớm chị mò vậy. 8 giờ thì em, 8 giờ 8 rưỡi thì gọi sớm thì em sẽ online để chỉ mọi người nhá. Ok. Mọi người 8 giờ 8 rưỡi nhá. Thôi, nghỉ ngơm đi, nghỉ ngơi sớm đi mọi người ơi. Ok, chào mọi người nha. Ok, chào mọi người nhá. Chị Hà ơi. Mai có theo được kèo không? Chị có nhá. Ok nhá. Cố nhá, chị nhá. Ok. Nhưng mà sao kèo Mai của anh tính luôn 160 đô đấy em? Chị ạ, tính cái gì mà ra 160 đô luôn. Thì anh 160. Tính anh tính cái target định bán 20 là 20 ETHW. Tính cua trong lỗ. Mai được một con NFT mà cứ bán về 20 ETHW thôi. Thằng nào bán rẻ 1-2 ETHW là anh mua hết. Thế thôi. Ít ra mẹ 1-2 có thể mua được tầm 1-2 nghìn NFT nếu mà bọn nó bán giá 1-2 ETHW. Mua sạch. Đố thằng nào dám bán. Xin lỗi, đố thằng nào dám bán. Bán hơn hàng đúng không? Tôn anh. Anh cần gì tôn, anh mua tay luôn, thằng nào có bán 1-2 theo điều là mua, em nó sợ mất hàng là nó phải bán giá cao, đúng không? Đúng không nào? Thằng nào nó để giá thấp? Có ai để giá thấp không? Mua xong em có để giá thấp không? Một ETH. Tất là người ta vẫn để giá thấp chứ. Thì một ETH em để không? Anh mua, em có bao nhiêu cái anh mua hết. Sợ chưa? Em vẫn đang phải đi săn đi. Thế. Bây giờ riêng cái nhóm mình thôi thì đã đủ sức mua được tầm khoảng 4-4 nghìn cả ETHW nếu mà nó ở cái giá là 1-2 ETHW là mua được. Thì em hỏi có hàng trăm cái nhóm như mình thì giá để lên bao nhiêu? Đúng không? Tổng cung là 10.000 con đúng không? 10.000 con nhưng mà đây là cái hàng native của bọn nó thì bọn nó sẽ không bán giá thấp đâu. Anh đã tính cho em cap rồi còn gì? Kể cả cap mấy chục nghìn làm sao nó bán được, nó phải bán với giá cao cao, ví dụ là cap từ khoảng 1-2 triệu gì đó thì nó mới bán. Ok chưa? Nói chung là 1-2 test lưu là em cũng mua sạch cho anh nhá. Học hãy nhưng mà mua với cả cái vốn rủi ro thôi nhá. Anh không khuyên mua vào nhiều, mua bị làm sao lại chửi anh chết. Thế thôi nhá. Mai chị muốn thực hành. Ngày mai sáng sớm chị Thúy Lê ơi, ngày mai sáng sớm là tầm khoảng 8 giờ. Chị online, chị chuẩn bị cho em là một cái máy tính, một cái điện thoại. Em sẽ hướng dẫn cho chị từ A đến Z. Chị bây giờ nạp tiền vào Binance cho em nhá. Cứ nạp tiền vào Binance sẵn đi. Xong rồi ngày mai chuyển, em sẽ
À nhưng mà là chị có, nếu mà chị chưa mua kịp thì em sẽ mua, em sẽ chuyển tiền cho chị luôn. Nếu mà chị chưa mua kịp, chị chuyển cho em BUSD cũng được. Nếu mà là thế thôi. Nhá. Còn đâu là nếu mà mua kịp chị tạo cho em tài khoản OKEX. Tạo cho em tài khoản OKEX bây giờ. KYC bây giờ. Và Binance là phải có đô thì mai em sẽ hướng dẫn chuyển cho chị nhá. Là một lần, hai lần, ba lần, nhiều lần là xong. OK thế thôi nhá, chào mọi người nhá. Hôm nay là đông 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 người đấy, nhưng mà mình muốn là anh em phải đông hơn nữa. Binance có sẵn, chị có sẵn. OK thế thì ngày mai chiến đấu chị ơi. Chị tạo cho em cái sàn OKEX này, hoặc là sàn Huobi này, hoặc là cái sàn Gate này, ba sàn đấy chị có sàn nào cũng được tạo cho em nhá. Em gửi cho chị những cái link mời tạo 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 sàn rồi đấy, chị đăng ký tạo sàn cho em. OK có gì là mai 8 giờ em sẽ hướng dẫn mọi người nhá, mọi người nhớ online đầy đủ nhá. Mạnh với cả Hoàn thì nhắc anh nhá, anh sợ ngủ quên lắm nhá. OK chào mọi người, thôi ngủ thôi. OK OK thôi nghỉ ngơi mọi người ơi. À.